nhớ câu nước chảy đá mòn, thương ngài biết sửa lỗi còn vào đâu. Thường người hắn ngay buổi đầu sau, rồi lỡ lãng khác nào lửa rơm. Trong nhà muôn có hoa thơm, không trồng chẳng tưới hoa đơm bao giờ. Lập trang chỉ có để thờ, chẳng lo cung bái bao giờ trang linh. Tu hành mà thiếu đức tin, để cho ma quỷ dỗ dành đường công. Tu theo chiều gió phần đông, dình tâm cứng tở sắc đồng ít ai. Tại sao tu quỷ tu hoài mà không thành Phật tại hay tu càng? Tu không nhất định con đàn, đàn nào cũng muốn bước sang uổng đời. Nhiều người nào khác con dơi, ba hồi làm chuột ba hồi làm chim. Má thương đời chẳng nỡ ngồi im, con ơi cùng Phật lo tìm cứu dân. Mặc cho nắng sợ mưa tần, từ bi dẫn đặt gót chân cặp cùng. Ngày nào còn kẻ lao lung, người tu chưa được toại lòng ơi. Con biển non có lúc cạn mòn, tình yêu nhân loại vẫn còn luôn. Khi thuyền từ suối ngược cứ đi, vớt cho hết khách lâm nguy. Giữa dòng từ bi tình ấy mênh mông, mãi lo đắp lãnh quạt nồng cho dân. Tu không giúp đỡ thôn lân, chữ tu ấy có ai cần làm chi? Khá khuyên nhủ các tăng ni, chớ nên im thế hãy đi độ người. Đang cơn ách nước tay trời, ngồi yên tụng niệm sao rồi chữ tu. Ví dầu mất buổi công phu, giúp đời được lợi chữ tu cũng còn. Riêng mình mắt đẹp ăn ngon, còn người đôi rách lòng son đâu đành. Thấy ai khổ biết động tình, không cần chuỗi hốt cũng thành Phật tiên. Khởi tâm lành khó vô biên, người nào có được thần tiên chẳng phàm. Ráng làm những việc khó làm, quỷ thần nể mặt thế phàm kiên quay. Hứa thì làm chớ để sai, nguyện tu thì phải thường ngày lo tu. Nếu tâm còn thấy mờ lu, phải cần tinh niệm công phu thêm dài. Khi lòng nghĩ quấy trừ ngay, quấy không còn giống quệ khai ra liền. Hết tâm tưởng quấy là tiên, còn tâm tưởng quấy là miền trần gian. Ngàn năm rừng bụi bỏ hoang, chỉ trong chốc lát phá tan dễ gì. Nếu không chịu khó kiên trì, loạn tâm kia có dễ gì bình sông. Giặc nào bằng thứ giặc lòng, lúc nào cũng đánh chứ không lúc ngừng. Phải lo dè giặc canh chừng, hớ hình một tỷ địch quân nó vào. Thói quen không thể trừ mau, đừng cho tật xấu nó vào ở lâu. Trong tâm có Phật ráng cầu, Phật tâm thấy được đạo màu chứng khai. Chớ tu ỷ lại Phật ngoài, mà cần phải kiếm Như Lai trong lòng. Nếu không tìm thấy Phật trong, Phật ngoài cũng lại khó mong lại gần. Hãy nên tự chủ tinh thần, đừng cho vật chất xa gần khiến sai. Chỉ quy được cả trong ngoài, hoàn toàn an lạc đủ đầy tự do. Cái bầu vũ trụ thật to,
Nhưng tâm người lấy đỏ so kém gì, tâm không có sắc màu chi. Chấp nơi màu sắc dễ gì thấy tâm, trong khi đi đứng ngồi nằm tự mình phán chiếu coi tâm thế nào. Bổn tâm dung chẳng ra giàu, đã không trên dưới sắc màu cũng không. Thấy tâm phải biết bằng lòng, bỏ lòng thì chớ có hồng thấy tâm. Con ơi muốn rõ quyền thâm, mỗi mình hay đang kiếm tầm cho ra. Tự làm chứ cậy người ta, vì rằng thành Phật thành ma tại mình. Khó khăn lục dục thất tình, cố ngăn sẽ được cố gìn thì nên. Có điều cần nhớ chớ quên, hơn nhau ở một chữ bền mà thôi. Nay chưa xong được thì mới, mới chưa thì mốt cũng rồi chẳng không. Thích ca cũng phải dày công, chớ đâu đạt được lục thông tức thời. Thiện nam tín nữ khắp nơi, cũng nên lấy đó để soi không lầm. Tu hành có được nhất tâm thành công, chắc chắn như cầm trong tay. Tu lâu không kiến Phật đài, bởi tu cửa miệng chẳng hay tu lòng. Cho ra chỉ có một đồng, muốn giàu cả vạn tiền công tiền lời, mới vừa lấy Phật ban mới. Kế chiều đó muốn được ngồi tòa sen, ở trần vôi trá đã quen. Khi vào cửa Phật cũng bèn dối luôn, thấy đời tu dối thêm buồn. Gạt người còn muốn gạt luôn Phật trời. Người tu người khỏi khổ đời, lợi chỉ cho Phật mà người kể công. Tu thì phải nhớ thành lòng, dối tu thêm tội đừng hồng giảng sanh. Ngoài đời đủ lối cạnh tranh, trong chùa chỉ một đường lành mà thôi. Chưa tu xảo quyết đành rồi, khi tu thì phải ra người hiền lương. Cá không ăn muối cá ương, người không nghe Phật người dương khổ nàng. Nhà tu chớ có ham sang, nên ham làm phước làm gian cho đời. Sang không dứt nghiệp luân hồi, phước làm được hết kiếp người trầm luân. Chúng sanh chớ có ngại ngần, thật tu sẽ chẳng mất phần tương lai. Sống trong thời buổi hiện nay, biết tu hành biết lạc trái ít người. Cho nên kẻ biết tỉnh hồi, thật là của quý vàng mười khó so. Con ơi cùng Phật toan lo, người nào chưa biết nhắc cho họ tường. Chớ đời đủ thứ ghen tương, đâu bằng cửa đạo yêu thương một tình. Đời mưu lo sống riêng mình, đạo luôn xây dựng hòa bình sống chung. Đời lo xác thịt thung dung, đạo ngoài xác thịt còn trong tinh thần. Đời lo thân chẳng yên thân, đạo vui thể chất tinh thần cũng vui. Đời sau khi chết là rồi, đạo sau khi chết còn ngồi tòa sen. Đời nằm trong bức màn đen, đạo ra khỏi giếng nhìn xem bầu trời. Đời ngay dương mắt không rời, đạo luôn siêu thoát mọi nơi buộc ràng. Đời thường ăn ở tham gian, đạo bao giờ cũng giữ đàn thẳng ngay. Đời lo cửa đóng then gài,
đau thì mở rộng cửa, ngoài cửa trong, đời hay đôi sự hẹp lòng. Đau thường lấy giả khoan hồng thứ tha, đời hay gây ít khi hòa. Đau thường qua chẳng muốn nhà nào gây, đời hay phân biệt đó đây, đạo xem nhau thể chân tay ruột rà. Đời vì mình hại người ta, đạo vì người dám bỏ qua thân mình. Đời hay hỗn loạn gia đình, đạo luôn ngăn nắp phân minh trong nhà. Đời thường con ngỗ nghịch cha, đạo thì phụ tử hiền hòa luôn khi. Đời hay ăn nói vô nghị, đạo bao giờ cũng nhu mì ngữ ngôn. Đời thường tự đắc tự tôn, đạo luôn khiêm nhượng dù khôn hơn người. Đời nghe ai lỗi thì cười, đạo xem kẻ quay kiếm lời nhủ khuyên. Đời thường khinh nghĩa trọng tiền, đạo thì trọng nghĩa xem hèn tiền nông. Đời xem kẻ nạn ngồi trong, đạo trong ai khổ ra công giúp liền. Đời nghe thấy lợi như điên, đạo nghe thấy lợi nhớ liền nghĩa nhân. Đời thường đức hạnh không cần, đạo cho đức hạnh là phần lớn lao. Đời tôn áo rộng mũ cao, đạo tôn ít lợi đồng bào lên trên. Đời thường ân nghĩa hay quên, đạo ân đã thọ lo đền cho xong. Đời làm một chút kể công, đạo thành thật giúp chẳng mong ân đền. Đời hay khinh dưới gánh trên, đạo thì trên kinh dưới nên đỡ đần. Đời thường chỉ biết lo thân, đạo lo cho khắp xa gần ẩm no. Đời hay lấy chớ ít cho, đạo cho ít lấy gì lo phước điền. Đời thường chia rẽ láng giềng, đạo luôn hòa hợp kết liên xóm làng. Đời gây lắm sự tóc tan, đạo làm non nước vinh quang thái bình. Đời hay thích việc sát sinh, đạo không muốn sự chống kình giết nhau. Đời làm nhân loại khổ đau, đạo mưu sanh chung chỗ nào cũng vui. Đời như chỉ quấn rối nùi, đạo như bàn thạch được dồi thêm chân. Đời như cột mọt đem sơn, đạo như lầu ngọc có non xây thành. Đời như bọt nước đầu gành, đạo như biển rộng trời xanh bao trùm. Đời làm cha phải xa con, đạo làm vợ biển chồng non được gần. Đời xem thường việc hiếu thân, đạo bao giờ cũng trọng ân sanh thành. Kể sao hết việc tốt lành của người, đạo đức phải hành động ra. Những lời dạy của Thích Ca làm theo chẳng để sai qua điều nào. Nói ăn mà chẳng ăn vào, nói cho đến chết bụng nào có no. Tu vào việc thiện không lo, tu cho đến đốt ra cho chẳng thành. Chữ tu liền với chữ hành, tu không hành đúng thì đành ra ma. Không thành bởi tại người ta, chứ không tại Phật Thích Ca dạy lầm. Con ơi bảo chúng sanh tầm, bao nhiêu đạo pháp vẫn nằm trong dân. Hồi đầu thấy đạo bên chân, còn mê tuy đạo ở gần mà xa. Kỳ này nếu chẳng tỉnh ra, muốn thu khó gặp để mà hồi tâm.
giữa đêm trong lúc yên nằm khó kêu mở mắt khó làm dậy ngay. Người nào dù ngủ mấy say nghe nhà cháy cũng thức ngay ra liền. Dù mê lắm cuộc trần duyên khi nghe tận thế cũng nên tỉnh hồn. Bao nhiêu ác nghiệp đổ dồn sắp gần đến lúc trả chung tai nàng. Điền viên sự sản tan quan chúng sanh đâu cũng khóc than lu bù. Xác thôi như lá mùa thu có nhiều thứ chết biết đâu mà lường. Người cùng nhau ghét hơn thương đông tây nam bắc đầy đường máu rơi. Sau đây đổi đất thay trời kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không nói khó mong tồn tại để coi lập đời. Người đi qua sức của người nếu không quay lực Phật trời khó ngăn. Mắt phàm không thấy quyền năng đã có vô ngần từ xưa. Gặp khi hàng mấy trong mưa, bây giờ còn mạnh người chưa dãy trời. Tay bay quả gửi giữa vời từ đâu đưa tới người đời chưa hay. Hễ chim thì tự nhiên bay, cá thời biết lỗi có sai bao giờ. Chúng sanh chớ có thờ ơ, hãy tìm đường chánh để nhờ thân sau. Đợi khi mưa đổ ào ào mới lo mua lá bào nhào tấm thân. Làm hiền hiền đến bên chân, làm hung hung dính sau lưng không rời. Thích ai người đó đến chơi hùng, mà muốn được hiền mời khó thay. Nhân nào quả nấy không sai, đừng gây nghiệp dữ phải gây nghiệp lành. Xưa nay giải việc tu hành, muốn người tránh nghiệp bất lành về sau. Cũng vì nghiệp ác gây vào, chúng sanh cứ mãi chuyện lao trong trần. Nay không chấm dứt ác nhân, sẽ lưu ác báo cho thân mai này khổ thân. Chẳng phải phúc giây mà là khổ ấy kéo dài vô biên. Sống trong cảnh khổ triền miên, thức thần gió đó đảo điên lu mờ. Chúng sanh lâm khiếp không ngờ, trước kia thu vật bây giờ người ta. Khi người khi thú khi ma đều do nghiệp tạo sanh ra sáu đàn. Làm người còn trí minh quang, xa vào thú vật hoàn toàn tối tâm. Khó nghe được pháp quyền thâm, khó gần chư Phật khó sanh làm người. Đó đài biết thở nào thôi, thân này vừa tắt kế mồi thân sao. Vô cùng thảm khốc đớn đau, mỗi đời mỗi khổ đời nào được vui. Đốt người cây bị người thui, sớm đi đông quách chiều chui vô hòm. Mơ nếu đem mắt quế mà dòm, mỗi sanh chung có mỗi non xác trần. Mỗi lần sanh mỗi bỏ thân, có ai được hưởng trường sanh bao giờ. Chúng sanh vì quá mê mờ, bao nhiêu kiếp trước hiện giờ đều quên. Ngày nay có Phật gợi lên, cũng cần nhớ lại để bền tâm tu. Lần này phá được trí ngu, sẽ tìm thấy lỗ về chầu Như Lai. Thật tu sẽ được thành ngay, nếu không thành Phật chịu đài thế cho. Muốn qua sông được gặp đò lo, gì chẳng được tới bờ bên kia.
mau lên thuyền nó sắp lìa trễ quá, biết thở nào về tới nơi. Răng khuyên người gấp con ơi, đời này tu được hơn đời ngàn xưa, sự tu rất ít người ưa, mà ưa tu được ngày xưa đâu bằng. Gặp muôn ngàn sự khó khăn mà không thôi, chỉ quỷ thần cũng kinh. Đời càng tiến bộ văn minh, người tu càng dễ rung rinh, tấm lòng chắc gìn được cái tâm không khó hơn đem cột mà trồng biển sâu. Khó tu mà vẫn tu cầu con ơi, người đó não đâu phải thường. Dù cho các Phật mười phương cũng đem lòng kinh huống phường trần gian, đến khi đất quá ra vàng, chúng sanh mới biết đạo tràng là cao. Con ơi lăn lóc giường bao tà cam, bỏ sắc chớ nào núng lòng, cứ đem bắt ai đại đồng. Gieo sâu đến tận đáy lòng chúng sinh, chủ trương nhân loại hòa bình, phá tan thế lực chống kình đông tây. Mạng người ai cũng như ai, phải nên tôn trọng chớ bài rẻ khinh. Hại người để lợi cho mình, trái bề nhân đạo trái tình từ bi. Của người mình đến cướp đi, của mình kẻ có kiên gì ở đâu. Đua nhau giành giật xé sâu, gọi khôn chứ thật là ngu tốt đời. Thẳng ngay ăn ngủ yên nơi, giải tà đi đứng nằm ngồi đều lo. Hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ở tan tành. Thuận nhau ăn đủ mặt lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nghêu ngao. Ở đời bất luận người nào, loài người ai cũng như nhau nên hòa. Trắng đen thì cũng người ta, chứ nên lấy đó làm đà thấp cao. Khác nhau khác tiên khác màu, cũng đồng giá trị như nhau con người. Lấy lòng bình đẳng tốt tươi, không nên phân biệt là người trắng đen. Biệt phân hành động giữ hiền, con người ai cũng đồng quyền như ai. Không nên lợi dụng quyền oai, nhẫn tâm đàn áp khiến sai người nào. Chỉ cần giúp đỡ lẫn nhau, cho người nào cũng dồi dào áo cơm. Việc làm này rất nên thơm, ước mong ai cũng sẵn lòng làm theo. Bao nhiêu tan tóc khó nghèo, chẳng còn duyên cơ bám đeo con người. Mới nghe qua chứ dối cười, thử làm sẽ thấy tốt tươi ngần nào. Biết tôn quyền lợi lẫn nhau, thì không đến nỗi máu đầu tuôn rơi. Đừng xem của lớn hơn người, chẳng bao giờ có tới bời nước non. Nghĩa còn tiền bạc sẽ còn, nghĩa tiêu tiền bạc cũng mòn tiêu theo. Nghèo tiền việc nghĩa chớ nghèo tiền, nghèo người mến nghĩa nghèo người xa. Nghèo tiền có thể kiếm ra, còn nghèo viết nghĩa khổ mà lập thân. Nghĩa là tế thế an dân, giúp người hữu sự không cần lợi chi. Ngơ ngôn từ hoặc ở hành vi, cũng đều có thể cứu nguy cho người. Phải nên tùy lúc tùy nơi, dùng để dùng việc nghĩa cho đời nhờ ra. Ở trong xã hội người ta rất
cần lấy nghĩa để mà đối nhau, chỗ nào đạo nghĩa được cao thì là chỗ ấy xáo xào sẽ không. Đời càng lắm việc bất công thì là giết nghĩa càng trông cậy nhiều, người càng giác ngộ bấy nhiêu, càng làm việc nghĩa thêm nhiều hơn xưa, kẻ cho mình bực đãi thừa, xem thường việc nghĩa là chưa đúng đường. Nghĩa không kém tám đại vương, nếu cho việc nghĩa tầm thường là sai. Đạo cùng với nghĩa không hai, chia hai đạo nghĩa là sai đường lành. Đạo mà có nghĩa mới thành, nghĩa càng được giống đạo lành càng tươi. Giữa người đối xử với người càng nhiều đạo nghĩa thì đời càng thanh. Muôn danh phải giữ chánh danh, nếu danh không chánh quả sanh đến mình. Chánh danh không kẻ nào cần, tà danh dẫu có giữ gìn cũng tiêu. Chánh danh người đến khỏi kêu, tà danh gọi chẳng ai theo bao giờ. Chánh danh thiên hạ được nhờ, tà danh thiên hạ như cờ tống ôn. Chánh danh mới thật là khôn, tà danh chỉ gọi là phồng giải ngu. Ngu như kẻ khác uống dầu, ngu như lũ bướm bay vào đèn trống. Đều chỉ trai với lẽ công, mạnh như ông hạng cũng không lâu dài. Được quyền chớ có hiếp hại ai, hai người nhất định quyền quái không còn. Lấy tình của mẹ thương con, để thương người khác oán hờn sẽ không. Sống trong tâm đức đại đồng, trên không ai oán, dưới không ai thù. Sáng đừng lừa gạt kẻ mù, không khôn đừng lợi dụng người ngu hơn mình. Gác mù sẽ hóa ra manh, lừa ngu sẽ bị trở thành người ngông. Được thông dạy kẻ chưa thông, vui cùng đồng hướng, khổ cùng đồng chia. Mẹ con tình ấy không lìa, người đâu cũng mến, trời kia cũng chiều. Ở đây chẳng lửa nói nhiều, mấy lời trên đó làm theo quý rồi. Gặp khi đạo nghĩa suy đồi, khó tìm được kẻ thương người như thân. Thị thành cho đến thôn lân, người nào cũng muốn lấy dân làm này, cơm dân ăn uống no nay. Ơn dân chẳng trả còn tài chặt dân, thấy dân khổ bắt não nần. Ai người thiện chí cũng cần ra tay, không dân cũng chẳng có ai. Dân là trụ cột chớ dài đạp dân, người nào muốn được lập thân phải cần song sát với dân chớ rời. Lòng dân tức thị lòng trời, được dân ủng hộ thì đời thành công. Việc càng lớn tở núi sông thì càng phải sống được lòng nhân dân. Có dân theo kế bên thân, không cần phải có phép thần cũng nên. Nếu dân chẳng đứng kề bên phép thần, có cũng không nên công gì. Dân như là nước khác chi, nước không sẽ chẳng vật gì còn sanh. Những người muốn lập công danh, mà không đoái tưởng dân lành thì nguy. Đến như các bậc từ bi, xem thường sống chết cũng vì chúng dân.
không dân thì đau chẳng cần, đau cần là bởi có dân trong đời. Chừng nào dân được thành thơi, đạo không cần mở Phật trời hết lo. Dân còn kẻ đói người no, đạo cần phổ biến để cho đồng đều. Đạo không chỉ miệng reo kêu, mà còn làm đúng để treo gương lành. Đời càng muốn diệt chiến tranh, đạo càng cố đóng hòa bình nhiều hơn. Đạo làm cho khắp nhân dân được cùng hòa hảo tinh thần Bắc Nam. Ý nguyện nếu chưa được khâm, thì người hiểu đạo chưa làm chi vui. Nghe lời Phật bắt bồi ngồi thẹn mình, chưa được sống rồi việc chi. Đôi dòng lệ bỗng lâm ly, trong lòng thấy nặng như chị muốn cân. Bao nhiêu hình ảnh xa gần, từ trong trí não lướt lần hiện ra. Tiếng dân đến tiếng mẹ già, vui cười thì ít, khóc la thì nhiều. Chỉ nghe đến cô bấy nhiêu, tự nhiên cảm thấy như thiêu đốt lòng. Phật ngài như đã cảm thông, bảo rằng bình tĩnh nơi lòng ơi con. Mặc dầu kẻ biển người non, tâm kia cùng một tấc còn gặp nhau. Cảnh đời khe khắc giường bao, không mòn chí cả thế nào cũng nên. Người quên mình chớ để quên, tình kia chẳng mất nghĩa đền được. Xong con ơi nuôi chí đại đồng, chúng sanh đâu cũng một lòng thương yêu. Mặc dầu từ nguyện có nhiều, cứu dân xong cũng phải chiều thời cơ. Trước sau chỉ cách một giờ, ngược xuôi khác hẳn đâu ngờ ơi con. Xuôi thì muốn việc được tròn, ngược thì tâm sự vẫn còn bề nhây. Xuôi thì dễ bước ra về, ngược thì khó nối đường quê cho liền. Mình xuôi người cũng được yên, ngược mình thì kẻ cũng điên đảo đời. Tài hay cũng chẳng qua thời, thuyền to cũng phải xem trời mà đi. Trước sau lòng vẫn tự bi, tạo an thì được, tạo nguy thì đừng. Liệu khi để bước để dừng, tránh cho gánh khỏi nữa chừng gãi đi. Ngàn xưa cũng đã nhiều khi, nãy đâu phải mới sơ kỳ ơi con. Đợi mùi thì trái mới ngon, dội vàng hai lúc còn non. Chua lè hạn kỳ đã mong tở the, nóng lòng mấy cũng nhớ đè ơi con. Ân riêng sẽ được đáp tròn, nghĩa chung nếu chẳng để mòn trong tâm. Nghe lời Phật dạy rất thâm, nhớ ngay việc mấy ngàn năm qua rồi. Thấy ngồi nhưng chẳng phải ngồi, đảo xong thì mỗi việc đời cũng xong. Nhờ ơn Đức Phật nhủ lòng, gúc mây liền vẹt bóng hồng lộ ra. Động lòng nước mắt nhỏ xa, cúi đầu bái Phật như là tạ ơn. Xác phàm biết liệu sao hơn, chỉ dùng lễ của khách trần đáp qua. Trời mưa bỗng nặng thêm ra, chừng như thai nhiệt trải qua cúng dường. Cảm ơn Đức Phật không lường, đuốc thần chẳng rỗi thì đường đâu thông. Mắt phàm tuy thấy rằng không, nhưng không ấy có thần thông vô cùng. Vách bao cửa đông bích bùng bóng nhiên như đã phá tung hồi nào. Tưởng mình trong giấc chiêm bao,
cảnh không giống cảnh tạo đào thế gian, phủ bao ánh sáng dịu dàng. Một vì kim sắc kim quang đứng gần, tiếng trong trẻo tở chuông ngân báo rằng sự già với chân xa gì. Khác nào đôi mắt nhắm đi nhắm thì thấy tối, mở thì sáng ra. Mở thì sáng thấy Di Đà, nhắm thì tôi thấy quỷ ma loạn vào. Thánh phàm nguồn cội như nhau, thật tâm ngó lại phía sau thấy liền. Ở trong tục sẵn có tiên, tiên không thấy được vì ghiền tục thân. Tỉnh ra Phật ở rất gần, còn mê Phật ở mấy tầng xa xôi. Tuần đời sắp hạ con ơi, Phật đang chờ đón những người tỉnh ra. Gần đây nơi cõi liên qua nhiều bông sắp đã xếp thành tòa sen tươi. Nguyên do ở dưới trần đời nhiều người tu sắp về ngồi nơi đây. Dưới trần hương đốt một cây tòa sen, có một vựng mây bay vào. Tâm thanh sen được tươi màu, khởi tâm trọng trước sen xào héo ngay. Có sen tươi tắn mỗi ngày, có sen mới nở phút giây rồi tàn. Dòng tâm nơi chốn trần gian, canh qua sen ở Phật đàn chuyển lai. Sen và người chẳng phải hay, cũng nên lấy đó khiến say tâm hồn. Ác tiêu còn thiện được tồn, trái đường đạo đức xác hồn ra cho. Xác tiêu còn có thể lo, hồn tiêu biết thở nào cho quần hồn. Kẻ trong thế giới càng khôn, biết lo xác cũng như hồn ít ai. Cứ lo những chuyện dông dài, tử sanh diệt lân ít ai lo lường. Bệnh đang hấp hối bên giường, thuốc không lo đến lo đường lợi danh. Biết không sống được trường sanh, mà không chịu bỏ tánh tình tham lam. Kể sao cho hết tánh phàm nết, dù đánh chết không làm sao quên. Bởi tham muôn quả gây nên, tánh phàm chưa dứt chưa yên sự đời. Đông tây lở đất lông trời, do lòng tham của loài người tạo ra. Nhiều người người ở ngoài da, trong tâm là giống yêu ma thú hầm. Xô nhau vào chỗ chết chùm, ít ai cởi mở gông cùm cho ai. Thấy người mắc nạn vỗ tay, không ra sức cứu những ai khốn nạn. Thừa cơn nguy lập giàu sang, ít ai nhân việc rối loạn cứu dân. Có tài chỉ biết lo thân, chẳng lo giải cứu xa gần lúc nguy. Học hay mà ở vô nghề, đâu bằng thất học mà trí đạo màu. Tình đời dĩ kỷ quá sâu, bao nhiêu kiến thức đều chầu tánh tham. To quyền lớn chức rộng hàm, vị thân càng lớn lòng tham càng nhiều. Chức rộng hàm, vị thân càng lớn lòng tham càng nhiều. Chức rộng hàm, vị thân càng lớn lòng tham càng nhiều. Chức rộng tinh thần càng giác ngộ cao, lại càng biết kính trọng nhau hơn nhiều. Thân người khó tạo bấy nhiêu, thì càng nên trọng chớ điều khinh chi khinh. Càng bao mực sông bất bình, càng nên sáng phận cho sinh con người.
mong sao tạo được cuộc đời, chẳng ai đau khổ không ai người ngu mê. Được về sánh cõi liên quê, như trăng với nước chẳng hề khác nhau. Con ơi, trong cảnh trần lao, chúng sanh lăn lộn chừng nào mới thôi. Xưa nay cứ mãi luân hồi, trả dài nghiệp hoặc cuốn lối không ngừng. Có thân chẳng liệu lấy thân, chung quy đưa đến một phần vô duyên. Hiện thân hưởng của nghiệp tiền lai, sanh chịu lấy ác duyên đương đời. Chúng sanh trong lúc hiện thời, sao không nghĩ đến cuộc đời mai sau. Luật nhân quả chẳng sai đâu, ác sanh nhất định đau đầu ác lai. Mê trần nên mới bào thai, chớ không phải tự nhiên đài ra đâu, sanh ra nơi cõi mây sầu. Suốt đời có thấy ai đâu lạc nhàn, cánh hoa hết nở rồi tàn nữa chừng sâu bò. Cánh ngang lá thường xét thân xét lại tận tường, cùng quá kia cũng một đường khác chi. Mây trần không ngất phủ gì, chúng sanh chẳng thấy những gì xa xôi. Thế gian nay lỡ mai bồi, Phật đài luôn được an ngồi bình thân. Cũng do lòng chẳng mây trần, nên không luân lạc xây dần trong mây. Lòng ưa nơi cõi liên quê, cho nên thân được giữa cây đài sen. Chơi bùng nên mây lắm đen, nước trong rửa mãi đâu quen ố mình. Dù ai cam dỗ mặt tình phận mình, cứ giữ cho tinh tấn lòng, đường về cõi Phật chưa thông. Nguyện chưa nguôi được tấm lòng mộ tu, lột cho sạch hết lớp ngu, để không còn một mờ lũ sai lầm. Cố công rút hết ruột tầm, bảo thân cho đến mộc mầm cánh bay. Muốn về gặp Đức Như Lai, bao nhiêu tội lỗi thân tay chỉ trần, càng làm cho nhẹ được thân thì càng trong bước đến gần đài sen. Những điều lòng mến và quen, nhất thời khó bỏ ráng kiên, nhiều ngày viết tu không phải một giây, mà là cần phải tu hoài. Cho nên con ơi, nếu chẳng chỉ bền đạo màu, khó đoạt Phật tiên, khó gần chuông vàng trong có tiếng ngân. Khá khuyên sanh chung hãy cần đánh ra, từ bi hơn giá ngọc ngà. Chúng sanh ráng tạo nên nhà từ bi, tuy làm đạo pháp vô vi, mà trong vạn vật không chi sánh bằng. Nhớ nên quán niệm ngày hằng, mỗi manh nắm được bổn căn minh tường. Đêm qua thì có thấy dương lối mây, rồi được thấy đường giác quan.
trần ai đã lâm nhũng nhàn sớm rời sớm được lạc an chân thần. Từ bi đã gọi bao lần lần này nếu chẳng tu thân còn gì. Đợi ngày thế giới biến di, dối vàng bái Phật quý y muộn màng lòng vẫn không thuận một đàn. Sớm hay là muộn sẽ tan nát nhà đông tây sự chẳng ôn hòa. Nhân sanh thế giới như là tơ treo, nhìn qua cuộc thế mỏng meo ngày đêm như thể ai thiêu đốt lòng bao nhiêu cái có quá không. Thương cho sanh chung luôn công tạo tành phước duyên người chẳng chịu dành cứ dành tội ác cho sanh quả sầu. Nền hư nhà chẳng vững lâu, ác tâm khó tránh khỏi sầu khổ thân. Cảnh nguy nhân loại rất gần, mọi người hãy ráng ân cần sự tu. Chớ nên kết oán ghi thù, để cho nghiệp bao không thu hút mình. Dân không thù oan nước bình, người cùng tha thứ an ninh hoàn cầu, trời lai đất chuyển mặt dầu. Thiện nhân vẫn được trong bầu an cư, mắt phàm thấy thật mà hư, thấy hư mà thật ngôn từ khó phân. Xưa nay bao cuộc thấy trần, chớ nào phải mới một lần này đâu. Biển sông đổi lại còn dấu, núi non biến hóa đồng ruộng dấu đồng bằng. Chớ không luôn được bình thăng, chúng sanh vì thế mạng căng mong mạnh. Nguyên nhân tội ác như thành, cho nên không ai được bình thánh. Đời này trái mùi phải rụng khỏi cây, đời tàn không thể giữ thay trường tồn. Con ơi nên lấy từ ngôn khuyên, người sớm biết trọng tôn sự lành. Qua cơn biến đổi tan tành gấp, đời bình trị sống sanh lâu dài, cõi lành không có nạn tai. Người xem người thế chân tay, ruột rà nó cơm ấm áo mỗi nhà, sống trong vui sướng ôn hòa thường niên. Nếu tu đạt mức siêu nhiên, thức thần trong cánh hoa liên tục dời, ngoài vòng định luật đất trời. Không còn sanh tử đeo nơi thân mình, hoàn toàn khỏi cảnh u minh. Chẳng điều chi trói buộc mình vào đâu, tự do mở tự do thâu. Làm thầy vạn vật trong bầu chuyển luân, trường tồn với cái chân thân. Quỷ ma đâu dám đến gần phá phanh, muốn cho ai cũng tu hành. Để về đến chốn tốt lành này đây, ở ăn chi lâm tà tây. Cho đài đọa hết kiếp này kiếp sau, chỉ vai lây có một hào. Trả ra mười lưỡng chân nào cho tiêu. Lắm người biết quấy làm liều, chỉ tham trước mắt quên điều sau lưng. Mê đời không giữ được thân, cái mê ấy có phải đần hay không. Vì mê thân khổ chập chồng, linh hồn do đó mà không nhẹ nhàng. Sống trong muôn giấc mơ màng, cứ cho là thật
càng thêm mê, bước sai khó trở lộn về. Hết thân này lại đến kề thân sau, chúng sanh kha tịnh cho mau, ở ngoài cõi tạm còn bao cảnh màu, không tu cõi Phật khó chầu. Nếu tu thì phải thật cầu siêu sinh, trọn đời giữ một đức tin, mặc tình sông gió gặp gình đến đâu. Bao nhiêu hoạt loạn trong đầu, tập trung trí não để hầu bình ninh, phải luôn tự xét lòng mình, để ngăn ác niệm chực rình ngày đêm. Sống tâm khi được lặng êm, trời xanh sao sang hiện lên rõ ràng. Nhớ câu vạn sự đầu nan, nếu không kiên chỉ giữa đàn hồng ngay. Khá khuyên khắp hết gái trai, thuyền chèo tới bên chớ quay nửa sông. Đầu tiên khó định được lòng định, rồi vạn sự đều thông chớ ngờ. Sau khi thực tình giấc mơ, thấy nghe rõ rệt hơn giờ say mê. Thức ra rất khó muôn bề, vì người đã quá ngủ mê lâu rồi. Lắm rồi đâu phải dễ bôi, chùi ra dễ một hồi mà nên. Những điều nhớ rất khó quên, muốn quên phải có chí bền mới xong. Người hay bị cảnh buộc lòng, khiến cho vạn sự đều tùng cảnh ra. Bao nhiêu nhớ xấu dãi tà, cũng đều do chỗ ấy mà phát sanh. Nếu làm chủ được lòng mình, tất không bị cảnh dỗ dành đường công. Nhớ câu vạn sự dài không, tâm vô nhất vật mới hồng quy chân. Kể kinh nhiều tở lắm sơn, chung quy cũng dài như chư nhân vua chủ lòng. Muốn tu cho được thành công, nhớ ghi điều ấy chớ hồng lãng quên. Tại gia hành đạo cũng nên, không cần cố chấp chùa đền cốc am. Hứa tu thì phải y làm, ở phàm lòng chẳng nhiễm phàm là tu. Phải tu với kẻ phàm phu, chứ tu với Phật bỏ lưu người phàm. Việc chi Phật cũng đã cam, chỉ lo cho kẻ tục phàm chưa xong. Thiếu ngoài thiếu cả bên trong, đạo chưa xong đạo đời chưa xong đời. Nên cần giúp họ đến nơi, phải làm như thế là người thật tu. Tu là cứu kẻ phàm phu, chứ ngồi một chỗ mà cầu Như Lai. Phù sanh biết chẳng kéo dài, càng lo đổ chúng khỏi ngày lao đao. Vừa tu vừa đổ cho mau, đừng chờ dư của mới cho ăn mày. Có tài thì vô thí tài, đức thì thí đức cho ai đang cần. Nhiều khi còn phải thí thân, cứu người trong lúc lâm dòng nạn tai. Từ bi chớ tiếp với ai, việc chi giúp được giúp ngay cho người. Không riêng giúp chúng bằng lời, mà còn giúp của cho đời ấm no. Thấy ai có việc sợ lo, thì tìm đủ cách giúp cho an lòng. Tu
không chỉ nói cho thông, phải làm cho đúng như trong giáo truyền. Làm gương cho thế trước tiên mới là khiến kẻ lòng nghiêng theo mình. Con ơi là giống hữu tình, cố khuyên họ sẽ như mình tỉnh ra. Xưa con còn nhớ chăng là buổi đầu con cũng hớ hà như ai. Phật khuyên chẳng để vào tay, cứ mê đắm cuộc các đài thế gian. Trải qua lắm buổi tân toan, sao cùng mới hướng theo đàn Phật khuyên. Tỉnh rồi biết rắm sâu duyên, nên qua nhiều kiếp không điên đảo lòng. Tâm con cùng Phật dung thông, lúc nào cũng mở rộng lòng từ bi. Con tìm được lối thoát ly, thì người cũng có thể đi trở về. Ráng khuyên người tỉnh giấc mê, như xưa Phật đã dỗ về lấy con. Quản chỉ thân xác mất, còn miễn là cứu chúng qua cơn tai nạn. Biết ơn hay chẳng không màng, cứ soi cho sang khắp đàn người đi. Thấy ai còn quá mê si, nên thương chớ có điều gì bị khinh thoảng. Như người có chửi mình, cũng nên tha thứ chớ nên oán hờn. Giết nào cũng có nhân duyên, hận người tất bị người hờn. Chẳng không có câu hình giải bóng công, làm hung nhất định khó trong gặp hiền. Đây độ mấy ngàn niên, con còn nhớ rõ sự duyên một ngày. Có chàng nổi tiếng đờn hay, các nơi nhạc sĩ phục tài anh ta. Nhiều người nhà ở phương xa, cũng tìm đến chỗ anh ta nghe đờn. Nhưng anh lại thiếu lòng nhân, thấy ai sủi bại tay chân anh cười. Anh thường hay bảo mọi người, đừng cho sủi bại gần nơi anh đờn. Ít lâu sau có một hôm, bỗng nhiên anh thấy tay chân nặng nề, cả thân đều rất mỏi mệt thuốc men. Thư uống thư thoa không ngừng, tuy nhiên chứng bệnh không dừng. Lần lần đến thật tay chân sủi què, hết còn đông đầy ngó ngoe. Cây đàn đành bỏ hết khoe tài, đàn gần xa đều dây tiếng đồn cho rằng anh bị trời hành tội khinh. Mới cười người kế cười mình, luật nhân quả chớ lòng khinh mà lầm. Giữ lành các việc do tâm, chúng sanh ráng tạo lấy mầm tốt tươi. Con ơi con nhớ khuyên người, càng làm ác lắm càng dời quả mau. Trong khi loạn lạc bình đau, càng làm hung ác càng mau hại mình. Hiện thân đã chịu khổ hình, lại sanh còn gặp muôn nghìn lao lung. Chạy không ra khỏi vòng cung, đi đâu người cũng mang lòng đi theo. Lòng hiền thì có hiền đeo, lòng hung thì có hung đeo bên thân. Chúng sanh đau khổ vô ngần, nên làm hiền để bớt phần khổ đau. Lợi danh như thế bọt bào, nay tranh dẫu được mai nào còn đâu. Của người mình muốn tóm thâu, của mình người có nhìn đâu bao giờ. Quan cầu đưa đến nguy cơ, một phần lớn tại người quơ của người.
bày ra nhiều thuyết tốt tới phần đông chỉ nói ít người làm theo. Tấm lòng ích kỷ cứ đeo của ai thấy cũng muốn quèo lấy đi. Trước khi làm nhớ xét suy lợi mình hại kẻ bỏ đi chớ làm. Của nên thí chớ nên tham mở lòng nhân đức chớ nham hiểm lòng giúp nhau. Kẻ của người công cho không ai đói cũng không ai nghèo. Nhiều người trong cảnh nhóc nhiều lắm khi chẳng có cơm thiếu lót lòng. Vợ con tay dắt tay bồng thấy vậy há chẳng động lòng thi ơn. Mọi người nên mở lòng nhân chớ nên riêng sống chẳng cần giúp ai. Mỗi người hợp lại một tay nhà xây được lớn đất cài được xa. Thù nhau mấy cũng nên hòa để cho sự sống mỗi nhà an vui. Làm người phải xứng đáng người ở ăn cho sạch nói cười cho thanh. Con người thấy lợi ra dành khác nào thú vật chạy tranh lấy mồi. Lợi chung việc đáng lắm rồi lợi riêng để hại cho người là nhớ. Từ xưa chi đến bây giờ những người bất nghĩa ai thờ tới đâu. Giàu sang bạc chất ngang đầu làm điều bất chánh có lâu bao giờ. Thấy ai lâm nạn ngó lơ khi mình hữu sự khó nhờ người ta. Ở đời có lại có qua biết mình không biết người là lầm sai. Muốn cho dân chúng thời nay biết đem hột mũi chia hai cho người thấy hư dạy dỗ không cười. Nghe ai nói phải thì vui học đòi mỗi người tự tánh biết xoay. Lựa câu để nói lựa nơi để làm phần anh biết xử kham phần em cũng tự làm cho xong. Chồng không để thẹn làm chồng vợ không để thẹn vợ trong gia đình. Ở ăn cho có nhân tình lúc nào cũng giữ công minh việc làm bao nhiêu đó biết gìn kham cũng tăng nhân phẩm nữ nam được nhiều. Con ơi con ráng gọi kêu cho ai cũng biết theo đường lành bỏ điều dối trá lưu manh. Biết tôn trọng cái giá danh con người tự mình biết sự hổ ngươi. Không làm những việc nhau cười người ta lời chi nói cũng ôn hòa. Tránh xa gây gỗ cũng xa nịnh lùa với ai đều cũng giả thưa. Thật tình lễ phép chẳng ưa làm màu giàu không tự ý mình giàu. Quyền cao mà chẳng tự cao hơn người nói ra thì biết nhường lời thông minh nhưng chẳng chê người dại ngu. Giữ tròn nhân cách trượng phu không cho giai cấp làm mù lương tri. Con ơi càng biết đạo nghị càng làm đẹp đẽ hành nghi con người. Ở an quy cũ trong đời, trong thời thuận thảo ngoài thời hòa vui. Nhờ ơn cha mẹ dưỡng nuôi thì không thể trở nên người con hư. Trọn câu tử hiếu phụ từ đó là căn bản đạo người xưa nay. Ở đời dù gái hay trai, khi ăn trái phải nhớ ngay công chồng. Chịu ân chẳng đáp đền xong sống thì hổ mặt thác không siêu hồn.
chớ cho trốn nợ là khôn, kiếp này không trả sẽ dồn kiếp sau. Dù cho có lâm bôn đào cuối cùng cũng bị nghiệp bao lấy mình, cho nên trong lúc sanh bình nợ nào cũng phải cố tình trả xong. Nợ trần khi đã trả thật không mà chẳng còn bị cuốn lôi trong cõi trần, ráng nên tu dưỡng tinh thần. Đừng cho các nghiệp buộc thân, sau này nghiệp siêu thì cố tạo gây, còn như nghiệp đọa bỏ ngay không làm. Ở phàm tạo nghiệp phi phàm, chỉ làm rồi kiếp không làm đọa thân. Con ơi nhớ gọi khách trần, nên làm như thế cho thần thức siêu. Lửa tuy một đốm không nhiều, nhưng mà có thể đốt tiêu cả rừng. Chỉ trong một phút hận sân, làm tan nát cả nghĩa nhân một đời. Phải nên bình tĩnh con ơi, hư rồi khó sửa, rách rồi khó khâu. Việc chi cũng xét đuôi đầu, chứ đừng nói bướng làm nhầu không nên. Những điều nhớ sâu cố quên, để cho trí não trở nên sáng lần. Một khi sáng sủa tinh thần, việc làm sẽ được khỏi phần lầm sai. Sáng tâm thì sáng mắt, tai mắt tai muôn sáng phải quay về tâm. Trong tâm muôn hết sai lầm, đừng cho ngoại cảnh nó xâm nhập vào. Định tâm khó biết là bao, nhưng tâm khi định vật nào dám so. Định tâm nào phải hết lo, nhưng lo ấy chẳng phải cho tánh phàm. Lòng lo rộng lớn bao hàm, lo dân còn khổ lo làm đổ dân. Thay vì lo việc riêng thân, để lo cho khắp thế trần thoát mê. Người tu lo liệu trăm bề, đâu ngồi một chỗ ha hay sớm chiều. Thấy đời càng khổ bao nhiêu, trong lòng càng phải lắm điều lo toan. Tuy lo mà chẳng mê mang, nên không bị kéo vào đàn yêu mang. Kệ kinh dạy để làm ra, Phật không dạy để ngồi mà tụng xuống, vừa xem vừa phải hành luôn. Tu như thế mới chánh đường con ơi. Kệ kinh chẳng thuộc một lời, lòng từ bi có cũng ngồi tòa sen. Những người lòng giả bạc đen, tụng cho đến chết không lên Phật đài. Cao trong chơi chuốc bên ngoài, thế gian dũng tướng Phật ngài dũng tâm. Tu lâu không đạt quyền thâm, phần nhiều khẩu Phật mà tâm đập xa. Chỉ lo dọn dẹp ngoài da, trong tâm bỏ phế hơn là rừng quang. Dối lòng dối cả thế gian, tu như thế ấy tội càng lớn thêm. Giờ này cũng đã nửa đêm, thấy con trằn trọc mẹ mềm ruột gan. Mượn lời trong chốn không gian, cùng con trò chuyện đá vàng đời nay. Có đêm nhất định có ngày, có phàm tất có Phật đài ơi con. Có đời chết chóc hiếu vong, cô nhiên có cảnh sống còn an vui. Ấy là cảnh Phật con ơi, chúng sanh muốn biết hãy dời đến xem. Khác hơn cõi thế tèm lem, ở nơi cõi Phật tòa sen chói lòa. Phật nào cũng ở trên hoa, không hề chết mất, không già bệnh thân.
dung nhan đẹp khác phàm trần, dĩ nào cũng đủ tinh thần quang minh. Thật là trường cửu hòa bình, đáng cho nam nữ siêu sinh cõi này. Cõi này không phải mới đây, mà từ vô thị đến nay có rồi. Nhiều người đã tới đây ngồi, vẫn còn vô số kẻ trôi biển trần, nhìn vào cổ ách muôn dân, khiến lòng từ mẫn như dần nát tan. Quyết ra tay cứu thế gian, lấp sóng biển khổ lòng vàng mới ưng. Dạy tu để cứu khổ dân, chứ không dạy chỉ lo thân quên người. Gặp khi binh lửa khắp nơi, người tu càng phải giúp đời nhiều hơn. Người tu phải có lòng nhân, tu như thế mới đúng chân giáo truyền. Khổ nàng còn có vô biên, đâu đành ngồi ngó não phiền của dân. Con ơi dù phải tao tần, cũng đừng bỏ giả cứu trần thoát mê. Riêng thân dầu có nặng nề, miễn đời nhé gánh cũng hay hả lòng. Hiện giờ khắp chốn Tây Đông, hóa thân Bồ Tát đầy trong cõi trần. Đó đây kêu gọi không ngừng, kêu cho sanh chúng xả thân tu hành, bỏ lòng giết hại lẫn tranh, tạo nền hạnh phúc bình thánh lâu dài. Mạng người ai cũng như ai, vì mình mà nở xuống tay, sao đành thù nhau dù có muôn thành. Vợ này cũng ráng mở tình thứ tha, nếu mình tha thứ người ta thì người ta sẽ thứ tha cho mình. Trong đời nhiều lúc vô tình mà gây tội lỗi cho mình không hay. Lỗi mà thú nhận ra ngay, muôn người chỉ có một hai lạ cùng. Một khi nổi gió đụng đùng thì cây cội ngã nào không bao giờ hành vi lỗi chẳng nằm trơ. Mà là lỗi ấy hại cho nhiều người, lỗi dù che đậy bao nơi, đến khi rốt cuộc thì người cũng hay. Lỗi mình biết trước hơn ai, trong tâm lo sợ mỗi ngày không ngưng, tránh đừng phạm lỗi vào thân. Lỗi như đã phạm thì cần hối ngay, chớ cho lỗi ấy kéo dài. Sớm ngày hối cải sớm ngày an tâm, trả giai định luật không lầm, nên khuyên sanh chúng chớ nên khinh lờn. Dứt xong cái tánh ngã nhân, tự nhiên sẽ hết tham sân trong lòng. Tham sân khi đã sạch không, ưu sầu phiền não trong lòng cũng tiêu. Ngã nhân tánh ấy còn nhiều, dẫu tu muôn kiếp chẳng siêu Phật đài. Con ơi nhớ bảo gây cay, mấy điều ấy ráng miệt mài cho nên. Thành công do ở chỉ bền, đừng lòng sớm nhớ chịu quên không đành. Đã tu thì phải có hành, tu xuống cửa miệng hổ danh nhà thiền. Không cần ai bảo ai khuyên, cũng thông hai chữ tu hiền gần nhau. Tu hung Phật dạy hồi nào, đời nay lắm kẻ hùng hào sự tu. Tu cho sáng chứ tu mù, tu cho siêu thoát chứ tu tiêu hồn. Tu về cực lạc tu khôn, tu nơi địa ngục tu phồn dại ngu, cũng thời nhập
đảo vào tu người hầu Phật tổ kẻ chầu Ma Dương. Sự tu vốn có hai đường, chúng sanh cần phải tìm phương mà về. Đường tạ càng buộc càng mê, chỉ đường chánh mới tự tề giác quan. Đạo tà thường hại thế gian, còn đường đạo chánh luôn toan cứu đời. Đạo tà như đám sương mây, còn đường đạo chánh như trời sáng ra. Tà làm tối mắt người ta, chánh làm sáng mắt trẻ già khắp nơi. Chánh tà khéo chọn con ơi, bước sai một bước khổ đời muôn năm, chúng sanh như lạc rừng thâm. Lấy sao làm dấu để tầm hướng ra, cứ quanh trong chốn rừng già thân kia khó tránh hầm tha ngày nào. Biết nguy thì phải trốn mau, trói tay rồi mới tẩu đào kịp đâu. Muốn đi qua khỏi sông sâu, phải lo sắm đủ thuyền tàu trước đi. Quy y mà chẳng hành y, ngàn đời cũng chẳng thoát ly cõi trần. Có thân sớm liệu lấy thân, đừng chờ hấp hối mới lần chuỗi tay. Tu trong chớ có tu ngoài, thật lầm mổ đạo chứ bài dối tu. Trời trong bóng có mây mù, nay án mai chẳng sự đâu thể ngờ. Xảy ra bão tố khác giờ, đủ làm vạn vật xác xơ lắm rồi. Biến thiên đã định trong đời, xưa nay như thế mặt người tin không. Nếu tin tin chắc nơi lòng, thường ngày tinh tấn gắn công tu hành. Nhớ câu nước chảy đá mòn, thường ngày biết sửa lỗi còn vào đâu. Thường người hăng hay buổi đầu sau, rồi lỡ lãng khác nào lửa rơm. Trong nhà muôn có hoa thơm, không trồng chẳng tưới hoa đơm bao giờ. Lập trang chỉ có để thờ, chẳng lo cung bái bao giờ trang linh. Tu hành mà thiếu đức tin, để cho ma quỷ dỗ dành đường công. Tu theo chiều gió phần đông, dình tâm cứng tở sắc đồng ít ai. Tại sao tu quỷ tu hoài mà không thành Phật tại hay tu càng? Tu không nhất định con đàn, đàn nào cũng muốn bước sang uổng đời. Nhiều người nào khác con dơi, ba hồi làm chuột ba hồi làm chim. Thương đời chẳng nỡ ngồi im, con ơi cùng Phật lo tìm cứu dân. Mặc cho nắng sợ mưa, tần từ bi vẫn đặt gót chân cấp cùng. Ngày nào còn kẻ lao lung, người tu chưa được toại lòng ơi. Con biển non có lúc cạn mòn, tình yêu nhân loại vẫn còn luôn khi. Thuyền từ suối ngược cứ đi, vớt cho hết khách lâm nguy. Giữa dòng từ bi tình ấy mênh mông, mãi lo đắp lãnh hoạt nồng cho dân. Tu không giúp đỡ thôn lân, chữ tu ấy có ai cần làm chi. Khá khuyên nhủ các tăng ni, chớ nên im thế hãy đi độ người. Đang cơn ách nước tay trời, ngồi yên tụng niệm sao rồi chữ tu. Vì dầu mất buổi công phu, giúp đời được lợi chữ tu cũng còn.
riêng mình mắt đẹp ăn ngon, còn người đôi rắc lòng son đâu đành. Thấy ai khổ biết động tình, không cần chuỗi hột cũng thành Phật tiên. Khởi tâm lành khó vô biên, người nào có được thần tiên chẳng phàm. Ráng làm những việc khó làm, quỷ thần nể mặt thế phàm kiên quay. Hứa thì làm chớ để say, nguyện tu thì phải thường ngày lo tu. Nếu tâm còn thấy mờ lu, phải cần tinh niệm công phu thêm dài. Khi lòng nghĩ quấy trừ ngay, quấy không còn giống quệ khai ra liền. Hết tâm tưởng quấy là tiên, còn tâm tưởng quấy là miền trần gian. Ngàn năm rừng bụi bỏ hoang, chỉ trong chốc lát phá tan dễ gì. Nếu không chịu khó kiên trì loạn tâm kia, có dễ gì bình sông. Giặc nào bằng thứ giặc lòng, lúc nào cũng đánh chứ không lúc ngừng. Phải lo dè giặc cánh chừng, hớ hình một tỷ địch quân nó vào. Thói quen không thể trừ mau, đừng cho tật xấu nó vào ở lâu. Trong tâm có Phật ráng cầu, Phật tâm thấy được đạo màu chứng khai. Chớ tu ỷ lại Phật ngoài, mà cần phải kiếm Như Lai trong lòng. Nếu không tìm thấy Phật trong, Phật ngoài cũng lại khó mong lại gần. Hãy nên tự chủ tinh thần, đừng cho vật chất xa gần khiến sai. Chỉ quy được cả trong ngoài, hoàn toàn an lạc đủ đầy tự do. Cái bầu vũ trụ thật to, những tâm người lấy đỏ so kém gì. Tâm không có sắc màu chi, chấp nơi màu sắc dễ gì thấy tâm. Trong khi đi đứng ngồi nằm, tự mình phán chiếu coi tâm thế nào. Bổn tâm dung chẳng ra vào, đã không trên dưới sắc màu cũng không. Thấy tâm phải biết bằng lòng, bỏ lòng thì chớ có hồng thấy tâm. Con ơi muốn rõ quyền thâm, mỗi mình ấy đang kiếm tầm cho ra. Tự làm chứ cậy người ta, vì rằng thành Phật thành ma tại mình. Khó khăn lục dục thất tình, cố ngăn sẽ được cố gìn thì nên. Có điều cần nhớ chớ quên, hơn nhau ở một chữ bền mà thôi. Nay chưa xong được thì mới, mới chưa thì mốt cũng rồi chẳng không. Thích ca cũng phải dày công, chớ đâu đạt được lục thông tức thời. Thiện nam tín nữ khắp nơi, cũng nên lấy đó để soi không lầm. Tu hành có được nhất tâm thành công, chắc chắn như cầm trong tay. Tu lâu không kiến Phật đài, bởi tu cửa miệng chẳng hay tu lòng. Cho ra chỉ có một đồng, muốn giàu cả vạn tiền công tiền lời, mới vừa lấy Phật ban mới. Kế chiều đó muốn được ngồi tòa sen, ở trần dôi trá đã quen. Khi vào cửa Phật cũng bèn dối luôn, thấy đời tu dối thêm buồn. Gạt người còn muốn gạt luôn Phật trời. Người tu người khỏi khổ đời, lợi chỉ cho Phật
mà người kể công. Tu thì phải nhớ thành lòng dối, tu thêm tội đừng hòng giảng sanh. Ở ngoài đời đủ lối cạnh tranh, trong chùa chỉ một đường lành mà thôi. Chưa tu xảo quyết đành rồi, khi tu thì phải ra người hiền lương. Cá không ăn muối cá ương, người không nghe Phật người dương khổ nàn. Nhà tu chớ có ham sang, nên ham làm phước làm gian cho đời. Sang không dứt nghiệp luân hồi, phước làm được hết kiếp người trầm luân. Chúng sanh chớ có ngại ngần, thật tu sẽ chẳng mất phần tương lai. Sống trong thời buổi hiện nay, biết tu hành biết lạc trái ít người. Cho nên kẻ biết tỉnh hồi, thật là của quý vàng mười khó so. Con ơi cùng Phật toan lo, người nào chưa biết nhắc cho họ tường. Chớ đời đủ thứ ghen tương, đâu bằng cửa đạo yêu thương một tình. Đời mưu lo sống riêng mình, đạo luôn xây dựng hòa bình sống chung. Đời lo xác thịt thung dung, đạo ngoài xác thịt còn trong tinh thần. Đời lo thân chẳng yên thân, đạo vui thể chất tinh thần cũng vui. Đời sau khi chết là rồi, đạo sau khi chết còn ngồi tòa sen. Đời nằm trong bức màn đen, đạo ra khỏi giếng nhìn xem bầu trời. Đời hay dương mắt không rời, đạo luôn siêu thoát mọi nơi buộc ràng. Đời thường ăn ở tham gian, đạo bao giờ cũng giữ đàn thẳng ngay. Đời lo cửa đóng then gài, đạo thì mở rộng cửa ngoài cửa trong. Đời hay đôi xử hẹp lòng, đạo thường lấy giả phan hồng thứ tha. Đời hay gây ít khi hòa, đạo thường qua chẳng muốn nhà nào gây. Đời hay phân biệt đó đây, đạo xem nhau thể chân tay ruột rà. Đời vì mình hại người ta, đạo vì người dám bỏ qua thân mình. Đời hay hỗn loạn gia đình, đạo luôn ngăn nắp phân minh trong nhà. Đời thường con ngỗ nghịch cha, đạo thì phụ tử hiền hòa luôn khi. Đời hay ăn nói vô nghì, đạo bao giờ cũng nhu mì ngữ ngôn. Đời thường tự đắc tự tôn, đạo luôn khiêm nhượng dù khôn hơn người. Đời nghe ai lỗi thì cười, đạo xem kẻ quay kiếm lời nhủ khuyên. Đời thường khinh nghĩa trọng tiền, đạo thì trọng nghĩa xem hèn tiền nông. Đời xem kẻ nạn ngồi trong, đạo trong ai khổ ra công giúp liền. Đời nghe thấy lợi như điên, đạo nghe thấy lợi nhớ liền nghĩa nhân. Đời thường đức hạnh không cần, đạo cho đức hạnh là phần lớn lao. Đời tôn áo rộng mũ cao, đạo tôn ít lợi đồng bào lên trên. Đời thường ân nghĩa hay quên, đạo ân đã thọ lo đền cho xong. Đời làm một chút kể công, đạo thành thật giúp chẳng mong ân đền. Đời hay khinh dưới gánh trên, đạo thì trên kinh dưới nên đỡ đần. Đời thường chỉ biết lo thân, đạo lo cho khắp xa gần ẩm no. Đời hay lấy chớ ít cho, đạo cho ít
lấy gì lo phước điền, đời thường chia rẽ láng giềng. Đạo luôn hòa hợp kết liên xóm làng, đời gây lâm sự tóc tan. Đạo làm non nước vinh quang thái bình, đời hay thích việc sát sinh. Đạo không muốn sự chống kình giết nhau, đời làm nhân loại khổ đau. Đạo mưu sanh chung chỗ nào cũng vui, đời như chỉ quấn rối nùi. Đạo như bàn thạch được dồi thêm cân, đời như cột mọt đem sân. Đạo như lầu ngọc có non xây thành, đời như bọt nước đầu gành. Đạo như biển rộng trời xanh bao trùm, đời làm cha phải xa con. Đạo làm vợ biển chồng non được gần, đời xem thường việc hiếu thân. Đạo bao giờ cũng trọng ân sanh thành, kể sao hết việc tốt lành của người. Đạo đức phải hành động ra, những lời dạy của Thích Ca làm theo chẳng để sai qua điều nào. Nói ăn mà chẳng ăn vào, nói cho đến chết bụng nào có no. Tu vào việc thiện không lo, tu cho đến đốt ra cho chẳng thành. Chữ tu liền với chữ hành, tu không hành đúng thì đành ra ma. Không thành bởi tại người ta, chứ không tại Phật Thích Ca dạy lầm. Con ơi bảo chúng sanh tầm, bao nhiêu đạo pháp vẫn nằm trong dân. Hồi đầu thấy đạo bên chân, còn mê tuy đạo ở gần mà xa. Kỳ này nếu chẳng tỉnh ra, muốn thu khó gặp để mà hồi tâm. Giữa đêm trong lúc yên nằm, khó kêu mở mắt khó làm vậy ngay. Người nào dù ngủ mấy say, nghe nhà cháy cũng thức ngay ra liền. Dù mê lắm cuộc trần duyên, khi nghe tận thế cũng nên tỉnh hồn. Bao nhiêu ác nghiệp đổ dồn, sắp gần đến lúc trả chung tai nạn. Điền viên sự sản tan quan, chúng sanh đâu cũng khóc than lu bù. Xác thôi như lá mùa thu, có nhiều thứ chết biết đâu mà lường. Người cùng nhau ghét hơn thương, đông tây nam bắc đầy đường máu rơi. Sau đây đổi đất thay trời, kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không nói, khó mong tồn tại để coi lập đời. Người đi qua sức của người, nếu không quay lực Phật trời khó ngăn. Mắt phàm không thấy quyền năng, quyền năng đã có vô ngần từ xưa. Gặp khi hàng mấy trong mưa, bây giờ còn mạnh người chưa dây trời. Tay bay quả gửi giữa vời, từ đâu đưa tới người đời chưa hay. Hễ chim thì tự nhiên bay, cá thời biết lỗi có sai bao giờ. Chúng sanh chớ có thờ ơ, hãy tìm đường chánh để nhờ thân sau. Đợi khi mưa đổ ào ào, mới lo mua lá bào nhào tấm thân. Làm hiền hiền đến bên chân, làm hung hung dính sau lưng không rời. Thích ai người đó đến chơi hung, mà muốn được hiền mời khó thay. Nhân nào quả nấy không sai, đừng gây nghiệp dữ phải gây nghiệp lành.
xưa nay dạy việc tu hành, muốn người tránh nghiệp bất lành về sau. Cũng vì nghiệp ác gây vào, chúng sanh cứ mãi chuyện lao trong trần, nay không chấm dứt ác nhân, sẽ lưu ác báo cho thân mai này khổ thân, chẳng phải phúc giây mà là khổ ấy kéo dài vô biên. Sống trong cảnh khổ triền miên, thức thần do đó đảo điên lu mờ, chúng sanh lâm khiếp không ngờ. Trước kia thu vật bây giờ người ta, khi người khi thú khi ma đều do nghiệp tạo sanh ra sáu đàn, làm người còn trí minh quang, xa vào thú vật hoàn toàn tối tâm. Khó nghe được pháp quyền thâm, khó gần chư Phật, khó sanh làm người. Đó đài biết thở nào thôi, thân này vừa tắt kế mồi thân sao. Vô cùng thảm khốc đớn đau, mỗi đời mỗi khổ, đời nào được vui, đốt người cái bị người thui. Sớm đi đông quách chiều chuối vô hồng, mà nếu đem mắt quế mà dồn. Mỗi sanh chung có mỗi non xác trần, mỗi lần sanh mỗi bỏ thân. Có ai được hưởng trường sanh bao giờ, chúng sanh vì quá mê mờ, bao nhiêu kiếp trước hiện giờ đều quên. Ngày nay có Phật gợi lên, cũng cần nhớ lại để bền tâm tu. Lần này phá được trí ngu, sẽ tìm thấy lỗ về chầu Như Lai. Thật tu sẽ được thành ngay, nếu không thành Phật chịu đài thế cho. Muốn qua sông được gặp đò, lo gì chẳng được tới bờ bên kia. Mau lên thuyền nó sắp lìa, trễ quá biết thở nào về tới nơi. Ráng khuyên người gấp con ơi, đời này tu được hơn đời ngàn xưa. Sự tu rất ít người ưa, mà ưa tu được ngày xưa đâu bằng. Gặp muôn ngàn sự khó khăn, mà không thôi chỉ quỷ thần cũng kinh. Đời càng tiến bộ văn minh, người tu càng dễ rung rinh. Tấm lòng chắc dình được cái tâm, không khó hơn đem cột mà trồng biển sâu. Khó tu mà vẫn tu cầu, con ơi người đó nào đâu phải thường. Dù cho các Phật mười phương, cũng đem lòng kinh huống phường trần gian. Đến khi đất quá ra vàng, chúng sanh mới biết đạo tràng là cao. Con ơi lăn lóc giường bao tà cam, bỏ sắc chớ nào núng lòng. Cứ đem bắt ai đại đồng, gieo sâu đến tận đáy lòng chúng sinh. Chủ trương nhân loại hòa bình, phá tan thế lực chống kình đông tây. Mạng người ai cũng như ai, phải nên tôn trọng chớ bài rẻ khinh. Hại người để lợi cho mình, trái bề nhân đạo trái tình từ bi. Của người mình đến cướp đi, của mình kẻ có kiên gì ở đâu. Đua nhau giành giật xé sâu, gọi khôn chứ thật là ngu tốt đời. Thẳng ngay ăn ngủ yên nơi, giải tà đi đứng nằm ngồi đều lo. Hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ở tan tành. Thuận nhau ăn đủ mắt lành, nghịch
nhau, bụng đói thân trần nghèo ngao. Ở đời bất luận người nào, loài người ai cũng như nhau nên hòa. Trắng đen thì cũng người ta, chứ nên lấy đó làm đà thấp cao. Khác nhau khác tiên khác màu, cũng đồng giá trị như nhau con người. Lấy lòng bình đẳng tốt tươi, không nên phân biệt là người trắng đen. Biệt phân hành động giữ hiền, con người ai cũng đồng quyền như ai. Không nên lợi dụng quyền oai, nhẫn tâm đàn áp khiến sai người nào. Chỉ cần giúp đỡ lẫn nhau, cho người nào cũng dồi dào áo cơm. Việc làm này rất nên thơm, ước mong ai cũng sẵn lòng làm theo. Bao nhiêu tan tóc khó nghèo, chẳng còn duyên cơ bám đeo con người. Mới nghe qua chứ dỗi cười, thử làm sẽ thấy tốt tươi ngần nào. Biết tôn quyền lợi lẫn nhau, thì không đến nỗi máu đầu tuôn rơi. Đừng xem của lớn hơn người, chẳng bao giờ có tới bời nước non. Nghĩa còn tiền bạc sẽ còn nghĩa, tiêu tiền bạc cũng mòn tiêu theo. Nghèo tiền việc nghĩa chớ nghèo tiền, nghèo người mến nghĩa nghèo người xa. Nghèo tiền có thể kiếm ra, còn nghèo việc nghĩa khó mà lập thân. Nghĩa là tế thế an dân, giúp người hữu sự không cần lợi chi. Ngơ ngôn từ hoặc ở hành vi, cũng đều có thể cứu nguy cho người. Phải nên tùy lúc tùy nơi, dùng để dùng việc nghĩa cho đời nhờ ra. Ở trong xã hội người ta rất cần lấy nghĩa để mà đối nhau. Chỗ nào đạo nghĩa được cao thì là chỗ ấy xáo xào sẽ không. Đời càng lắm việc bất công thì là việc nghĩa càng trông cậy nhiều. Người càng giác ngộ bấy nhiêu, càng làm việc nghĩa thêm nhiều hơn xưa. Kẻ cho mình bực đãi thừa, xem thường việc nghĩa là chưa đúng đường. Nghĩa không kém tám đại vương, nếu cho việc nghĩa tầm thường là sai. Đạo cùng với nghĩa không hai, chia hai đạo nghĩa là sai đường lành. Đạo mà có nghĩa mới thành, nghĩa càng được rộng đạo lành càng tươi. Giữa người đối xử với người càng nhiều đạo nghĩa thì đời càng thanh. Muôn danh phải giữ chánh danh, nếu danh không chánh quả sanh đến mình. Chánh danh không kẻ não kình, tà danh dẫu có giữ gìn cũng tiêu. Chánh danh người đến khỏi kêu, tà danh gọi chẳng ai theo bao giờ. Chánh danh thiên hạ được nhờ, tà danh thiên hạ như cờ tống ôn. Chánh danh mới thật là khôn, tà danh chỉ gọi là phồng dại ngu. Ngu như kẻ khác uống dầu, ngu như lũ bướm bay vào đèn trống. Đều chỉ trai với lẽ công, mạnh như ông hạng cũng không lâu dài. Được quyền chớ có hiếp hại ai, hại người nhất định quyền quái không còn. Lấy tình của mẹ thương con, để thương người khác oán hờn sẽ không. Sống trong tâm đức đại đồng, trên không ai oán dưới không ai thù.
sáng, đừng lừa gạt kẻ mù không khôn, đừng lợi dụng người ngu hơn mình. Gác mù sẽ hóa ra manh, lừa ngu sẽ bị trở thành người ngông. Được thông dạy kẻ chưa thông, vui cùng đồng hướng, khổ cùng đồng chia. Mẹ con tình ấy không lìa, người đâu cũng mến, trời kia cũng chiều. Ở đây chẳng lửa nói nhiều, mấy lời trên đó làm theo quý rồi. Gặp khi đạo nghĩa suy đồi, khó tìm được kẻ thương người như thân. Thị thành cho đến thôn lân, người nào cũng muốn lấy dân làm này, cơm dân ăn uống no nay. Ơn dân chẳng trả còn tài chặt dân, thấy dân khổ bắt não nần. Ai người thiện chí cũng cần ra tay, không dân cũng chẳng có ai. Dân là trụ cột chớ dài đạp dân, người nào muốn được lập thân phải cần sống sát với dân chớ rời. Lòng dân tức thị lòng trời, được dân ủng hộ thì đời thành công. Việc càng lớn tở núi sông thì càng phải sống được lòng nhân dân. Có dân theo kế bên thân, không cần phải có phép thần cũng nên. Nếu dân chẳng đứng kề bên phép thần, có cũng không nên công gì. Dân như là nước khác chi, nước không sẽ chẳng vật gì còn sanh. Những người muốn lập công danh mà không đoái tưởng dân lành thì nguy. Đến như các bậc từ bi xem thường, sống chết cũng vì chúng dân. Không dân thì đau chẳng cần, đau cần là bởi có dân trong đời. Chừng nào dân được thảnh thơi, đạo không cần mở Phật trời hết lo. Dân còn kẻ đói người no, đạo cần phổ biến để cho đồng đều. Đạo không chỉ miệng reo kêu, mà còn làm đúng để treo gương lành. Đời càng muốn diệt chiến tranh, đạo càng cố đóng hòa bình nhiều hơn. Đạo làm cho khắp nhân dân được cùng hòa hảo tinh thần Bắc Nam. Ý nguyện nếu chưa được khâm, thì người hiểu đạo chưa làm chi vui. Nghe lời Phật bắt bồi ngồi thẹn, mình chưa được xong rồi việc chi. Đôi dòng lệ bỗng lâm ly, trong lòng thấy nặng như chị muốn cân. Bao nhiêu hình ảnh xa gần, từ trong trí não lướt lần hiện ra. Tiếng dân đến tiếng mẹ già, vui cười thì ít, khóc la thì nhiều. Chỉ nghe đến cô bấy nhiêu, tự nhiên cảm thấy như thiêu đốt lòng. Phật ngài như đã cảm thông, bảo rằng bình tĩnh nơi lòng ơi con. Mặc dầu kẻ biển người non, tâm kia cùng một tấc còn gặp nhau. Cảnh đời khe khách giường bao, không mòn chí cả thế nào cũng nên. Người quên mình chớ để quên, tình kia chẳng mất nghĩa đền được. Xong con ơi nuôi chí đại đồng, chúng sanh đâu cũng một lòng thương yêu. Mặc dầu từ nguyện có nhiều, cứu dân xong cũng phải chiều thời cơ. Trước sau chỉ cách một giờ, ngược xuôi khác hẳn đâu ngờ. Ơi con, xuôi thì muốn viết được tròn,
ngược thì tâm sự vẫn còn bầy nhây. Xuôi thì dễ bước ra, về ngược thì khó nối đường quê cho liền. Mình xuôi người cũng được yên, ngược mình thì kẻ cũng điên đảo đời. Tài hay cũng chẳng qua thời, thuyền to cũng phải xem trời mà đi. Trước sau lòng vẫn tự bi, tạo an thì được, tạo nguy thì đừng. Liệu khi để bước để dừng, tránh cho gánh khỏi nữa chừng gãi đi. Ngàn xưa cũng đã nhiều khi, nay đâu phải mới sơ kỳ ơi con. Đợi mùi thì trái mới ngon, dội vàng hai lúc còn non chua lè hạn kỳ đã mong tở the. Nóng lòng mấy cũng nhớ đè ơi con, ân riêng sẽ được đáp tròn nghĩa chung, nếu chẳng để mòn trong tâm. Nghe lời Phật dạy rất thâm, nhớ ngay việc mấy ngàn năm qua rồi. Thấy ngồi nhưng chẳng phải ngồi, đảo xong thì mỗi việc đời cũng xong. Nhờ ơn Đức Phật nhủ lòng, gúc mây liền vét bóng hồng lộ ra. Động lòng nước mắt nhỏ xa, cúi đầu bái Phật như là tạ ơn. Xác phàm biết liệu sao hơn, chỉ dùng lễ của khách trần đáp qua. Trời mưa bỗng nặng thêm ra, chừng như thai nhiệt trải qua cúng dường. Cảm ơn Đức Phật không lường, đuốc thần chẳng rỗi thì đường đâu thông. Mắt phàm tuy thấy rằng không, nhưng không ấy có thần thông vô cùng. Vách bao cửa đông bích bùng bóng nhiên như đã phá tung hồi nào. Tưởng mình trong giấc chim bao, cảnh không giống cảnh tạo đào thế gian. Phủ bao ánh sáng dịu dàng, một vì kim sắc kim quang đứng gần. Tiếng trong trẻo tở chuông ngân báo rằng sự già với chân xa gì. Khác nào đôi mắt nhắm đi nhắm thì thấy tối, mở thì sáng ra. Mở thì sáng thấy Di Đà, nhắm thì tôi thấy quỷ ma loạn vào. Thánh phàm nguồn cội như nhau, thật tâm ngó lại phía sau thấy liền. Ở trong tục sẵn có tiên, tiên không thấy được vì ghiền tục thân. Tỉnh ra Phật ở rất gần, còn mê Phật ở mấy tầng xa xôi. Tuần đời sắp hạ con ơi, Phật đang chờ đón những người tỉnh ra. Gần đây nơi cõi liên qua nhiều bóng sắp đã xếp thành tòa sen tươi. Nguyên do ở dưới trần đời, nhiều người tu sắp về ngồi nơi đây. Dưới trần hương đốt một cây tòa sen, có một dựng mây bay vào. Tâm thanh sen được tươi màu, khởi tâm trọng trước sen xào héo ngay. Có sen tươi tắn mỗi ngày, có sen mới nở phút giây rồi tàn. Dòng tâm nơi chốn trần gian, canh qua sen ở Phật đàn chuyển lai. Sen và người chẳng phải hay, cũng nên lấy đó khiến say tâm hồn. Ác tiêu còn thiện được tồn, trái đường đạo đức xác hồn ra cho. Xác tiêu còn có thể lo, hồn tiêu biết thở nào cho quần hồn.
kẻ trong thế giới càng không biết lo xác cũng như hồn ít ai, cứ lo những chuyện dông dài tử sanh diệt lân ít ai lo lường, bệnh đang hấp hối bên giường thuốc không lo đến lo đường lợi danh, biết không sống được trường sanh mà không chịu bỏ tánh tình tham lam, kể sao cho hết tánh phàm nết dù đánh chết không làm sao quên, bởi tham muôn quả gây nên tánh tham chưa dứt chưa yên sự đời. Đông tây lỡ đất lòng trời do lòng tham của loài người tạo ra, nhiều người người ở ngoài gian trong tâm là giống yêu ma thú hầm, xô nhau vào chỗ chết chùm ít ai cởi mở gông cùm cho ai, thấy người mắc nạn vỗ tay không ra sức cứu những ai khốn nàng, thừa cơn nguy lập giàu sang ít ai nhân việc rối loạn cứu dân, có tài chỉ biết lo thân chẳng lo giải cứu xa gần lúc nguy, học hay mà ở vô nghề đâu bằng thất học mà tri đạo màu, tình đời dĩ kỷ quá sâu bao nhiêu kiến thức đều chầu tánh tham, to quyền lớn chức rộng hàm vị thân càng lớn lòng tham càng nhiều, chức rộng hàm vị thân càng lớn lòng tham càng nhiều, chức rộng hàm vị thân càng lớn lòng tham càng nhiều, chức rộng tinh thần càng giác ngộ cao lại càng biết kính trọng nhau hơn nhiều. Thân người khó tạo bấy nhiêu thì càng nên trọng chớ điều khinh chi khinh. Càng bao mực sông bất bình càng nên sáng phận cho xinh con người. Mong sao tạo được cuộc đời chẳng ai đau khổ không ai người ngu mê, được về sánh cõi liên quê như trăng với nước chẳng hề khác nhau. Con ơi trong cảnh trần lao chúng sanh lăn lộn chừng nào mới thôi, xưa nay cứ mãi luân hồi trả dài nghiệp hoặc cuốn lối không ngừng. Có thân chẳng liệu lấy thân chung quy đưa đến một phần vô duyên, hiện thân hưởng của nghiệp tiền lai sanh chịu lấy ác duyên đương đời. Chúng sanh trong lúc hiện thời sao không nghĩ đến cuộc đời mai sau, luật nhân quả chẳng sai đâu, ác sanh nhất định đau đầu ác lai, mê trần nên mới bào thai, chớ không phải tự nhiên đài ra đâu sanh ra nơi cõi mây sầu. Suốt đời có thấy ai đâu lạc nhàn cánh hoa hết nở rồi tàn nửa chừng sâu bò. Cánh ngang lá thường xét thân xét lại tận tường cùng quá kia cũng một đường khác chi. Mây trần không ngất phủ vì chúng sanh chẳng thấy những gì xa xôi, thế gian nay lỡ mai bồi. Phật đài luôn được an ngồi bình thân, cũng do lòng chẳng mây trần.
nên không lung lạc say dần trong mê. Lòng ưa nơi cõi liên quê, cho nên thân được giữa cây đài sen. Chơi bùng nên mê lắm đen, nước trong rửa mãi đâu quen ố mình. Dù ai cam dỗ mặt tình phận mình, cứ giữ cho tinh tấn lòng đường về cõi Phật chưa thông. Nguyện chưa nguôi được tấm lòng mộ tu lột, cho sạch hết lớp ngu để không còn một mờ lũ sai lầm. Cố công rút hết ruột tầm bảo thân, cho đến mọc mầm cánh bay, muốn về gặp Đức Như Lai. Bao nhiêu tội lỗi thân tay chỉ trần, càng làm cho nhẹ được thân thì càng trong bước đến gần đài sen. Những điều lòng mến và quen, nhất thời khó bỏ ráng kiên nhiều ngày, viết tu không phải một giây, mà là cần phải tu hoài. Cho nên con ơi, nếu chẳng chỉ bền đạo màu khó đoạt, Phật tiên khó gần, chuông vàng trong có tiếng ngân. Khá khuyên sanh chung hãy cần đánh ra, từ bi hơn giá ngọc ngà, chúng sanh ráng tạo nên nhà từ bi. Tuy làm đạo pháp vô vi, mà trong vạn vật không chi sánh bằng. Nhớ nên quán niệm ngày hằng, mỗi manh nắm được bổn căn minh tường. Đêm qua thì có thấy dương lối mê, rời được thấy đường giác quan. Trần ai đã lâm nhũng nhàng, sớm rời sớm được lạc an chân thần. Từ bi đã gọi bao lần, lần này nếu chẳng tu thân còn gì. Đợi ngày thế giới biến di, dội vàng bái Phật quý y muộn màng, lòng vẫn không thuận một đàn. Sớm hay là muộn sẽ tan nát, nhà đông tây sự chẳng ôn hòa. Nhân sanh thế giới như là tơ treo, nhìn qua cuộc thế mỏng meo, ngày đêm như thể ai thiêu đốt lòng, bao nhiêu cay có quá không. Thương cho sanh chung luôn công tạo tành, phước duyên người chẳng chịu dành, cứ dành tội ác để cho sanh quả sầu. Nền hư nhà chẳng vững lâu, ác tâm khó tránh khỏi sầu khổ thân. Cảnh nguy nhân loại rất gần, mọi người hãy ráng ân cần sự tu. Chớ nên kết oán ghi thù, để cho nghiệp bao không thu hút mình. Dân không thù oán nước bình, người cùng tha thứ an ninh hoàn cầu, trời lai đất chuyển mặt dầu. Thiện nhân vẫn được trong bầu an cư, mắt phàm thấy thật mà hư, thấy hư mà thật ngôn từ khó phân. Xưa nay bao cuộc thấy trần, chớ nào phải mới một lần này đâu. Biển sông đổi lại còn dâu, núi non biến hóa rồng ruộng dâu đồng bằng. Chớ không luôn được
bình thân chung sanh, vì thế mạng căn mong mạnh nguyện nhân tội ác như thành. Cho nên không ai được bình thân đời này, trái mùi phải rụng khỏi cây. Đời tàn không thể giữ thay trường tồn, con ơi nên lấy từ ngôn khuyên người sớm biết trọng tôn sự lành. Qua cơn biến đổi tan tành gấp đời bình trí sống sanh lâu dài, cõi lành không có nạn tai. Người xem người thấy chân tay ruột rà nó cơm ấm áo, mỗi nhà sống trong vui sướng ôn hòa thường niên. Nếu tu đạt mức siêu nhiên thức thần trong cánh hoa liên tốt dời, ngoài vòng định luật đất trời. Không còn sanh tử đeo nơi thân mình, hoàn toàn khỏi cảnh u minh. Chẳng điều chi trói buộc mình vào đâu, tự do mở tự do thâu. Làm thầy vạn vật trong bầu chuyển luân trường tồn với cái chân thân. Quỷ ma đâu dám đến gần phá phanh, muốn cho ai cũng tu hành. Để về đến chốn tốt lành này đây, ở ăn chi lâm tà tây. Cho đài đọa hết kiếp này kiếp sau, chỉ vài lây có một hào. Trả ra mười lưỡng chừng nào cho tiêu. Lắm người biết quấy làm liều, chỉ tham trước mắt quên điều sau lưng. Mê đời không giữ được thân, cái mê ấy có phải đần hay không? Vì mê thân khổ chập chồng, linh hồn do đó mà không nhẹ nhàng sống trong muôn giấc mơ màng. Cứ cho là thật càng thêm mê, bước sai khó trở lộn về. Hết thân này lại đến kề thân sau, chúng sanh kha tịnh cho mau. Ở ngoài cõi tạm còn bao cảnh màu, không tu cõi Phật khó chầu. Nếu tu thì phải thật cầu siêu sinh, trọn đời giữ một đức tin, mặc tình sông gió gặp gình đến đâu. Bao nhiêu hoạt loạn trong đầu, tập trung trí não để hầu bình ninh. Phải luôn tự xét lòng mình, để ngăn ác niệm chực rình ngày đêm. Sống tâm khi được lặng êm, trời xanh sao sang hiện lên rõ ràng. Nhớ câu vạn sự đầu nan, nếu không kiên trì giữa đàn hồng ngay. Khá khuyên khắp hết gái trai, thuyền chèo tới bên chớ quay nửa sông. Đầu tiên khó định được lòng định, rồi vạn sự đều thông chớ ngờ. Sau khi thực tình giấc mơ, thấy nghe rõ rệt hơn giờ say mê. Thức ra rất khó muôn bề, vì người đã quá ngủ mê lâu rồi. Lắm rồi đâu phải dễ bôi, chùi ra há dễ một hồi mà nên. Những điều nhớ rất khó quên, muốn quên phải có chí bền mới xong. Người hay bị cảnh buộc lòng khiến, cho vạn sự đều tùng cảnh ra. Bao nhiêu nhớ xấu giải tà, cũng đều do chỗ ấy mà phát sanh.
Nếu làm chủ được lòng mình tất không bị cảnh dỗ dành đường công, như câu vạn sự dài không tâm vô nhất vật mới hồng quy chân. Kể kinh nhiều tở lâm sơn chung quy cũng dài như chư nhân vua chủ lòng. Muốn tu cho được thành công nhớ ghi điều ấy chớ hồng lãng quên. Tại gia hành đạo cũng nên không cần cô chấp chùa đền cốc am, hứa tu thì phải y làm ở phàm lầm chẳng nhiễm phàm là tu. Phải tu với kẻ phàm phu chứ tu với Phật bỏ lưu người phàm, việc chi Phật cũng đã cam. Chỉ lo cho kẻ tục phàm chưa xong, thiếu ngoài thiếu cả bên trong, đạo chưa xong đạo đời chưa xong đời. Nên cần giúp họ đến nơi, phải làm như thế là người thật tu. Tu là cứu kẻ phàm phu, chứ ngồi một chỗ mà cầu Như Lai. Phù sanh biết chẳng kéo dài, càng lo đổ chúng khỏi ngày lao đao. Vừa tu vừa đổ cho mau, đừng chờ dư của mới cho ăn mày. Có tài thì vô thí tài, đức thì thí đức cho ai đang cần. Nhiều khi còn phải thí thân cứu người trong lúc lâm dòng nạn tai, từ bi chớ tiếp với ai. Việc chi giúp được giúp ngay cho người, không riêng giúp chúng bằng lời mà còn giúp của cho đời ấm no. Thấy ai có việc sợ lo thì tìm đủ cách giúp cho an lòng. Tu không chỉ nói cho thông, phải làm cho đúng như trong giáo truyền. Làm gương cho thế trước tiên mới là khiến kẻ lầm nghiêng theo mình. Con ơi là giống hữu tình, cố khuyên họ sẽ như mình tỉnh ra. Xưa con còn nhớ chăng là buổi đầu con cũng hớ hà như ai. Phật khuyên chẳng để vào tay, cứ mê đắm cuộc các đài thế gian. Trải qua lắm buổi tân toan, sao cũng mới hướng theo đàn Phật khuyên. Tỉnh rồi biết rắm sâu duyên, nên qua nhiều kiếp không điên đảo lầm. Tâm con cùng Phật dung thông, lúc nào cũng mở rộng lòng từ bi. Con tìm được lối thoát ly thì người cũng có thể đi trở về. Ráng khuyên người tỉnh giấc mê, như xưa Phật đã dỗ về lấy con. Quản chỉ thân xác mất, còn miễn là cứu chúng qua cơn tai nạn. Biết ơn hay chẳng không màng, cứ soi cho sang khắp đàn người đi. Thấy ai còn quá mê si nên thương, chớ có điều gì bị khinh thoảng. Như người có chửi mình cũng nên tha thứ, chớ nên oán hờn. Giết nào cũng có nhân duyên, hận người tất bị người hờn. Chẳng không có câu hình giải bóng công, làm hung nhất định khó trong gặp hiền. Cách đây độ mấy ngàn niên, con còn nhớ rõ sự duyên. Một ngày có chàng nổi tiếng đờn hay, các nơi nhạc sĩ phục
tại anh ta nhiều người nhà ở phương xa cũng tìm đến chỗ anh ta nghe đờn. Nhưng anh lại thiếu lòng nhân, thấy ai sủi bại tay chân anh cười, anh thường hay bảo mọi người đừng cho sủi bại gần nơi anh đờn. Ít lâu sau có một hôm, bỗng nhiên anh thấy tay chân nặng nề, cả thân đều rất mỏi mệt thuốc men thư uống thư thoa không ngừng, tuy nhiên chứng bệnh không dừng, lần lần đến thật tay chân sủi què hết còn đông đầy ngó ngoe, cây đờn đành bỏ hết khoe tài đờn, gần xa đều dậy tiếng đồn cho rằng anh bị trời hành tội khinh. Mới cười người kế cười mình, luật nhân quả chớ lòng khinh mà lầm. Giữ lành các việc do tâm, chúng sanh ráng tạo lấy mầm tốt tươi. Con ơi, con nhớ khuyên người, càng làm ác lắm càng dời quá mau. Trong khi loạn lạc bình đau, càng làm hung ác càng mau hại mình. Hiện thân đã chịu khổ hình, lại sanh còn gặp muôn nghìn lao lung, chạy không ra khỏi vòng cung, đi đâu người cũng mang lòng đi theo. Lòng hiền thì có hiền đeo, lòng hung thì có hung đeo bên thân. Chúng sanh đau khổ vô ngần, nên làm hiền để bớt phần khổ đau. Lợi danh như thế bọt bào, nay tranh dẫu được mai nào còn đâu. Của người mình muốn tóm thâu, của mình người có nhìn đâu bao giờ. Hoàn cầu đưa đến nguy cơ, một phần lớn tại người quơ của người. Bày ra nhiều thuyết tốt tươi, phần đông chỉ nói ít người làm theo. Tấm lòng ích kỷ cứ đeo, của ai thấy cũng muốn quèo lấy đi. Trước khi làm nhớ xét suy, lợi mình hại kẻ bỏ đi chớ làm. Của nên thí chớ nên tham, mở lòng nhân đức chớ nham hiểm lòng. Giúp nhau kẻ của người công cho, không ai đói cũng không ai nghèo. Nhiều người trong cảnh nhóc nhiều lắm, khi chẳng có cơm thiếu lót lòng. Vợ con tay dắt tay bồng, thấy vậy há chẳng động lòng thi ơn. Mọi người nên mở lòng nhân, chớ nên riêng sống chẳng cần giúp ai. Mọi người hợp lại một tay, nhà xây được lớn đất cài được xa. Thù nhau mấy cũng nên hòa, để cho sự sống mỗi nhà an vui. Làm người phải xứng đáng người ở ăn, cho sạch nói cười cho thanh. Con người thấy lợi ra dành, khác nào thú vật chạy tranh lấy mồi. Lợi chung việc đáng lắm rồi, lợi riêng để hại cho người là nhớ. Từ xưa chi đến bây giờ, những người bất nghĩa ai thờ tới đâu. Giàu sang bạc chất ngang đầu, làm điều bất chánh có lâu bao giờ. Thấy ai lâm nạn ngó lơ, khi mình hữu sự khó nhờ người ta. Ở đời có lại có qua, biết mình không biết người là lầm sai.
muốn cho dân chúng thời nay biết đem hột mũi chia hai cho người thấy hư dạy dỗ không cười. Nghe ai nói phải thì vui học đòi mọi người tự tranh biết xoay. Lựa câu để nói lựa nơi để làm phần anh biết xử kham phần em cũng tự làm cho xong. Chồng không để thẹn làm chồng, vợ không để thẹn vợ trong gia đình. Ở ăn cho có nhân tình lúc nào cũng giữ công minh, việc làm bao nhiêu đó biết gìn kham cũng tăng nhân phẩm nữ nam được nhiều. Con ơi con ráng gọi kêu cho ai cũng biết theo đường lành, bỏ điều dối trá lưu manh. Biết tôn trọng cái giá danh con người, tự mình biết sự hổ ngươi. Không làm những việc nhau cười, người ta lời chi nói cũng ôn hòa. Tránh xa gây gỗ cũng xa nịnh lùa, với ai đều cũng giả thưa. Thật tình lễ phép chẳng ưa làm màu, giàu không tự ý mình giàu. Quyền cao mà chẳng tự cao hơn người, nói ra thì biết nhường lời thông minh, nhưng chẳng chê người dại ngu. Giữ tròn nhân cách trượng phu, không cho giai cấp làm mù lương tri. Con ơi càng biết đạo nghị, càng làm đẹp đẽ hành nghi con người. Ở an quy cũ trong đời, trong thời thuận thảo ngoài thời hòa vui. Nhờ ơn cha mẹ dưỡng nuôi thì không thể trở nên người con hư. Trọn câu tử hiếu phụ tử đó là căn bản đạo người xưa nay. Ở đời dù gái hay trai, khi ăn trái phải nhớ ngay công chồng. Chịu ơn chẳng đáp đền xong sống, thì hổ mặt thác không siêu hồn. Chớ cho trốn nở là khôn, kiếp này không trả sẽ dồn kiếp sau. Dù cho có lắm bôn đào, cuối cùng cũng bị nghiệp bao lấy mình. Cho nên trong lúc sanh bình, nợ nào cũng phải cố tình trả xong. Nợ trần khi đã trả thật không, mà chẳng còn bị cuốn lôi trong cõi trần. Ráng nên tu dưỡng tinh thần, đừng cho các nghiệp buộc thân. Sau này nghiệp siêu thì cố tạo gây, còn như nghiệp đọa bỏ ngay không làm. Ở phàm tạo nghiệp phi phàm, chỉ làm rồi kiếp không làm đọa thân. Con ơi nhớ gọi khách trần, nên làm như thế cho thần thức siêu. Lửa tuy một đốm không nhiều, nhưng mà có thể đốt tiêu cả rừng. Chỉ trong một phút hận sân, làm tan nát cả nghĩa nhân một đời. Phải nên bình tĩnh con ơi, hư rồi khó sửa, rách rồi khó khâu. Việc chi cũng xét đuôi đầu, chứ đừng nói bướng làm nhầu không nên. Những điều nhớ sâu cố quên, để cho trí não trở nên sáng lần. Một khi sáng sủa tinh thần, việc làm sẽ được khỏi phần lầm sai. Sáng tâm thì sáng mắt, tai mắt tai muôn sáng phải quay về tâm. Trong tâm muôn hết sai lầm, đừng cho ngoại cảnh nó xâm nhập vào. Định tâm khó biết là bao, nhưng tâm khi định vật nào dám so.
định tâm nào phải hết lo, nhưng lo ấy chẳng phải cho tánh phàm. Lòng lo rộng lớn bao hàm, lo dân còn khổ lo làm đổ dân. Thay vì lo việc riêng thân, để lo cho khắp thế trần thoát mê. Người tu lo liệu trăm bề, đâu ngồi một chỗ ha hay sớm chiều. Thấy đời càng khổ bao nhiêu, trong lòng càng phải lắm điều lo toan. Tuy lo mà chẳng mê mang, nên không bị kéo vào đàn yêu mang. Kệ kinh dạy để làm ra, Phật không dạy để ngồi mà tụng xuống, vừa xem vừa phải hành luôn. Tu như thế mới chánh đường con ơi. Kệ kinh chẳng thuộc một lời, lòng từ bi có cũng ngồi tòa sen. Những người lòng giả bạc đen, tụng cho đến chết không lên Phật đài. Cao trong chơi chuốc bên ngoài, thế gian dũng tướng Phật ngài dũng tâm. Tu lâu không đạt quyền thâm, phần nhiều khẩu Phật mà tâm độc xa. Chỉ lo dọn dẹp ngoài da, trong tâm bỏ phế hơn là rừng quang. Dối lòng dối cả thế gian, tu như thế ấy tội càng lớn thêm. Giờ này cũng đã nửa đêm, thấy con trằn trọc mẹ mềm ruột gan. Mượn lời trong chốn không gian, cùng con trò chuyện đá vàng đời nay. Có đêm nhất định có ngày, có phàm tất có Phật đài ơi con. Có đời chết chốc hiếu vong, cô nhiên có cảnh sống còn an vui. Ấy là cảnh Phật con ơi, chúng sanh muốn biết hãy dời đến xem. Khác hơn cõi thế tèm lem, ở nơi cõi Phật tòa sen chói lòa. Phật nào cũng ở trên hoa, không hề chết mất, không già bệnh thân. Dung nhan đẹp khác phàm trần, vị nào cũng đủ tinh thần quang minh. Thật là trường cửu hòa bình, đáng cho nam nữ siêu sinh cõi này. Cõi này không phải mới đây, mà từ vô thị đến nay có rồi. Nhiều người đã tới đây ngồi, vẫn còn vô số kẻ trôi biển trần, nhìn vào khổ ách muôn dân, khiến lòng từ mẫn như dần nát tan. Quyết ra tay cứu thế gian, lấp sóng biển khổ lòng vàng mới ưng. Dạy tu để cứu khổ dân, chứ không dạy chỉ lo thân quên người. Gặp khi binh lửa khắp nơi, người tu càng phải giúp đời nhiều hơn. Người tu phải có lòng nhân, tu như thế mới đúng chân giáo truyền. Khổ nạn còn có vô biên, đâu đành ngồi ngó não phiền của dân. Con ơi dù phải tao tần, cũng đừng bỏ giả cứu trần thoát mê. Riêng thân dầu có nặng nề, miệng đời nhé gánh cũng hay hạ lòng. Hiện giờ khắp chốn Tây Đông, quá thân Bồ Tát đầy trong cõi trần. Đó đây kêu gọi không ngừng, kêu cho sanh chúng xả thân tu hành. Bỏ lòng giết hại lẫn tranh, tạo nền hạnh phúc bình thánh lâu dài. Mạng người ai cũng như ai, vì mình mà nở xuống tay, sao đành thù chưa tu không biết khổ người. Tu rồi biết
hẹn khi người mình say, chưa tu còn phó rủi, mãi tu rồi quả phước tự tay mình cầm. Chưa tu để mất đạo tâm, tu rồi tìm cách gieo mầm từ bi, chưa tu khổ chúng lơ đi. Tu rồi thấy khổ chúng thì đồng tâm, chưa tu thấy của muốn xâm. Tu rồi thấy của bỏ nằm cùng ngơ, chưa tu để nước nguy cơ. Tu rồi lo gỡ mối tơ dân tình, chưa tu sợ khổ cho mình. Tu rồi sẵn giả hy sinh cho đời, chưa tu dân y để lời. Tu rồi dân y khắp nơi buộc vào, chưa tu còn xé sâu nhau. Tu rồi tranh giết cỏ ngáo tranh giành, chưa tu bỏ việc nhân sanh. Tu rồi dân chúng rách lành biết lo, chưa tu lo một mình no. Tu rồi lo mọi người cho ấm lòng. Chưa tu bỏ phế ruộng đồng, tu rồi dục thúc người trồng lúa khoai. Chưa tu cảnh sống biệt sai, tu rồi cảnh sống muốn ai cũng bằng. Chưa tu còn muốn riêng ăn, tu rồi hột muối cũng còn chia đôi. Chưa tu xã hội bỏ trôi, tu rồi xã hội tài bồi phồn vinh. Chưa tu tưởng đạo làm thinh, tu rồi mới biết đạo hành động luôn. Chưa tu cho đạo mê cuồng, tu rồi biết đạo tinh tồn dường bao. Chưa tu biết một đồng bào, tu rồi biết đến năm châu nhân loài. Chưa tu tưởng một mình tài, tu rồi biết kẻ cũng hay như mình. Chưa tu thấy yếu không binh, tu rồi thấy yếu động tình chở che. Chưa tu lấy mạnh hâm he, tu rồi lấy mạnh ra che chở người. Chưa tu viết nghĩa còn lời, tu rồi viết nghĩa không rời lòng lo. Chưa tu thấy đạo không to, tu rồi thấy đạo lớn đó không cùng. Chưa tu mình lỗi tự dung, tu rồi mình lỗi tự trần trị ngay. Chưa tu phản tình ít thay, tu rồi phản tỉnh mỗi ngày không quên. Chưa tu ít xét hư nên, tu rồi tội phước đặt trên tấm lòng. Chưa tu còn giả bởi bồng, tu rồi sống chết một lòng sắc đinh. Chưa tu ít đọc kệ kinh, tu rồi kinh kệ cố tình xem luôn. Chưa tu uống nước quên nguồn, tu rồi ăn trái nhớ ơn người trồng. Chưa tu tự ái đầy lòng, tu rồi lấy lẽ chánh công làm đầu. Chưa tu hay tánh buồn rầu, tu rồi thường tập lúc nào cũng vui. Chưa tu như lửa còn dùi, tu rồi như nước ngọt bùi trong tâm. Chưa tu tức giận dễ lắm, tu rồi tức giận khó châm đốt lòng.
chưa tu ít tánh cẩn phòng tu rồi dè dặt trong lòng nhớ luôn. Chưa tu như cọp sổ chuồng tu rồi lấy trí làm cương ngựa lòng. Chưa tu ít giữ gia phong tu rồi chẳng để lỗi trong luân thường. Chưa tu ít biết kính nhường tu rồi lễ phép luôn luôn giữ gìn. Chưa tu còn thiếu tự tin tu rồi biết lấy sức mình làm nên. Chưa tu nhân đạo còn quên tu rồi nhân đạo lo đền đáp xong. Chưa tu không sửa trao lòng tu rồi lo điểm tu trong tâm tình. Chưa tu hèn yếu lòng mình tu rồi cứng cỏi trước tình cảnh nguy. Chưa tu còn sợ hàng di tu rồi chỉ sợ đạo nghị dở dang. Chưa tu thấy khó thì than tu rồi thấy khó cố tràn lướt qua. Chưa tu lo hẹp trong nhà tu rồi biết nghĩ rộng xa đến ngoài. Chưa tu ít giúp đỡ ai tu rồi thì chẳng hở tay giúp giùm. Chưa tu nở thấy lùm tâm tu rồi lo gỡ cho xong nghiệp đời. Chưa tu còn thích ăn chơi tu rồi chỉ muốn cứu đời trầm luân. Chưa tu quyến luyến hồng trần tu rồi coi thế khi cần bỏ ngay. Chưa tu chỉ biết đời nay tu rồi biết đến lâu dài đời sau. Chưa tu không thấy trần lao tu rồi thấy rõ chim bao cánh phàm. Chưa tu riêng lợi thì ham tu rồi riêng lợi không làm chi vui. Chưa tu đạo chẳng biết mùi tu rồi mùi đạo vô hồi thơm tho. Chưa tu không biết đường dò tu rồi thấy kệ kinh cho bến bờ. Chưa tu kinh nghĩa còn mờ tu rồi kinh nghĩa hiểu ra tinh tường. Chưa tu dễ bước lạc đường tu rồi giao khắp mười phương không lầm. Chưa tu sống cảnh mê tâm tu rồi sống cảnh giác tâm hữu tình. Chưa tu chưa thấy Phật linh tu rồi mới thấy Phật minh vô cùng. Chưa tu hành thiện ngại ngùng tu rồi hành thiện vô cùng nhiệt tâm. Chưa tu giống Phật không ngâm tu rồi giống Phật cố làm cho lên. Chưa tu hiếu đạo còn quên tu rồi hiếu đạo ngày đêm nhớ hoài. Chưa tu chưa thấy lạc loài tu rồi thấy rõ kiếp đài lẻ loi. Chưa tu đời khổ ít xoay tu rồi thấy khổ mỗi người chịu riêng. Chưa tu tạo khổ lưu liên tu rồi biết đoạn nghiệp duyên sau này. Chưa tu gây nợ không hay tu rồi nợ thể chưa gây biết rồi. Chưa tu giống ác đâm chồi tu rồi giống ác lần hồi tiêu đi. Chưa tu ác khí phụ di tu rồi ác khí tẩu phi không còn. Chưa tu
tội lớn phước mòn tu rồi phước lớn tội thoáng nhỏ lần. Chưa tu như vật thiêu thân tu rồi như phụng chinh từng mây cao. Chưa tu thường rước quả vào tu rồi thì biết đón rào nạn tay. Chưa tu sống đọa chết đài tu rồi sống ở thác quay về ngôi. Chưa tu bị nghiệp cuốn lôi tu rồi nghiệp chẳng còn hơi nơi bám vào. Chưa tu vào khổ ra đau tu rồi đau khổ ra vào sạch không. Chưa tu không chủ được lòng tu rồi tự chủ ở trong tâm hồn. Chưa tu thần trí ám hôn tu rồi thì phải trí thần quang minh. Chưa tu còn nhẹ lòng tin tu rồi bình tĩnh phân minh rõ ràng. Chưa tu mây dầm chưa tan tu rồi phải lột sạch màn vô minh. Chưa tu chưa thấy lầm mình tu rồi thấy rõ dáng hình của tâm. Chưa tu bốn vách còn nằm tu rồi bốn vách nhảy phăng ra ngoài. Chưa tu dễ loạn mắt tay tu rồi hai mắt khó lai chuyển lòng. Chưa tu như thể bướm mông tu rồi như thể gió giông trên cành. Chưa tu vật cảm tình sanh tu rồi vật cảm trí minh chánh tà. Chưa tu Phật vẫn trong nhà tu rồi Phật chẳng đi xa ngày nào. Chưa tu vật dục khát khao tu rồi vật dục không nao núng lòng. Chưa tu như trứng bỏ không tu rồi như trứng nằm trong mẹ gà. Chưa tu người quá ra ma tu rồi người đổi thành ra Phật thần. Chưa tu xác tục hồn trần tu rồi xác tục hồn thần Phật tiên. Chưa tu bị khóa còn xiềng tu rồi mở khóa có thuyền chở đi. Chưa tu cái buộc cái trì tu rồi lòng chẳng sự chi buộc ràng. Chưa tu hành động hoang mang tu rồi hành động có đàn lối đi. Chưa tu hoàn cảnh chỉ huy tu rồi hoàn cảnh khó di chuyển mình. Chưa tu vì nắng phạm tình tu rồi thấy kiếp phù sinh ra gì. Chưa tu vì quá mê si tu rồi thấy chẳng vật chi bận lòng. Chưa tu vì mến bác đồng tu rồi thấy bạc nó không cứu mình. Chưa tu chỉ biết hữu hình tu rồi biết đến vô sinh cõi ngoài. Chưa tu chờ chết quỷ lai tu rồi chờ mãn kiếp đài Phật quy. Chưa tu nguồn cội quên đi tu rồi nguồn cội biết kỹ lối về. Chưa tu lạc vãng đường mây tu rồi thấy rõ kiến quê khứ hồi. Chưa tu như cá mê mồi tu rồi như thể trắng trôi trên dòng. Chưa tu đời chẳng hề sống tu rồi đời chẳng đeo bồng sự chi. Chưa tu đành chịu ra thi
tu rồi thi ra, nhưng kỳ thật không, chưa tu thật tướng khó trông. Tu rồi thật tướng nhìn thông tận nguồn, chưa tu khi chết rối cuồng. Tu rồi khi chết tỉnh tuồn như công, chưa tu chết chẳng thỏa lòng. Tu rồi chết được yên trong tâm hồn, chưa tu chịu mãi vong tồn. Tu rồi ra được ngoài dòng tử sanh, chưa tu chưa khỏi sầu thành. Tu rồi vĩnh cửu nương mình lạc ban, chưa tu hết hiệp rồi tan. Tu rồi tan hiệp thế gian không còn, chưa tu huệ mạng lần mòn. Tu rồi huệ mạng vuông tròn hiển khai, chưa tu nở khổ kéo dài. Tu rồi nở khổ một ngày ngắn đi, chưa tu đọa kiếp trường kỳ. Tu rồi kiếp đọa mạng đi không còn, chưa tu tâm tổ héo vong. Tu rồi tâm tổ cũng đầm siêu thân, chưa tu lũy thế sầu tăng. Tu rồi lũy thế như đăng đốt truyền, chưa tu chẳng tự độ yên. Tu rồi sẽ được thừa duyên cứu người, chưa tu thân ra hồn rời. Tu rồi thân ra hồn ngồi tòa sen, chưa tu thân chiếu tối đen. Tu rồi thân chiếu hơn đèn sáng trưng, chưa tu ma quỷ còn gần. Tu rồi ma quỷ quảng thần chạy xa, chưa tu xa Phật gần ma. Tu rồi rần gần Phật xa tà ma đi, chưa tu chưa rõ quyền gì. Tu rồi diệu pháp mâu ni thấm nhuần, chưa tu tai mắt như dừng. Tu rồi thông việc chưa từng được thông, chưa tu còn tiểu tí lầm. Tu rồi mở trí đại đồng từ bi, chưa tu kinh kể bất tri. Tu rồi kinh kể khách ghi trong lòng, chưa tu nay bưởi mây bầm. Tu rồi như thể ba tầm luôn xanh, chưa tu không thiết sự lành. Tu rồi sự thiện chặt dình trong tâm, chưa tu giống thiện chưa ngâm. Tu rồi giống thiện nảy mầm lớn lên, chưa tu viết Phật thường quên. Tu rồi việc Phật luôn bên đáy lòng, chưa tu quên kiếp trần hồng. Tu rồi nhớ kiếp tạm không lâu bền, chưa tu sanh tử bỏ quên. Tu rồi sanh tử là tên đứng đầu, chưa tu bị ngạn rút cầu. Tu rồi bị ngạn cố bấu cho gần, chưa tu chỉ biết giả thân. Tu rồi lấy giả độ chân đời mình, chưa tu tưởng Phật xa nghìn. Tu rồi thấy Phật với mình không xa, chưa tu tự độ chưa qua. Tu rồi tự độ độ tha đầy lòng. Chưa tu ma Phật không thông, tu rồi ma Phật được trông thấy đành. Chưa tu không thấy khổ sanh, tu rồi sanh khổ thấy rành từng ly. Chưa tu chưa thấy mê si, tu rồi thấy rõ những gì vô minh. Chưa tu quên mở tâm linh,
tu rồi lo mở tánh mình không quên, chưa tu tâm niệm bấp bênh. Tu rồi tâm niệm như trên thạch bàn, chưa tu buộc nở làng khang. Tu rồi nở gỡ không toan buộc vào, chưa tu còn tánh hùng hào. Tu rồi chỉ một lòng vào từ bi, chưa tu nhân quả còn nghi. Tu rồi nhân quả biết tri ba đời, chưa tu tưởng kiếp thành thơi. Tu rồi thấy rõ kiếp đời lao lung, chưa tu để khổ đến cùng. Tu rồi cố sức vậy dùng cho ra, chưa tu không thấy mình già. Tu rồi thấy kiếp như hoa phải tàn, chưa tu không thấy tuần hoàn. Tu rồi thấy rõ nghiệp oán xây dần, chưa tu tưởng chẳng mắt thần. Chưa tu rồi thấy rõ cái cánh thiên đình, chưa tu còn dối lòng mình. Tu rồi mình chẳng để sinh dối lòng, chưa tu trời rộng thấy không. Tu rồi trời rộng thấy đấng thánh thần, chưa tu thân chỉ thấy thân. Tu rồi thân thấy có chân linh hồn, chưa tu chưa rõ vong tồn. Tu rồi biết chết nhưng hồn không tiêu, chưa tu chẳng thiết cầu siêu. Tu rồi cần độ cho tiêu nghiệp đài, chưa tu chẳng thấy đầu thai. Tu rồi thấy việc sanh lai hồng trần, chưa tu cứ để chết dần. Tu rồi lấy chết đổi thân sống còn, chưa tu vào cuối ra lòn. Tu rồi lãnh kiếp vô thường khiến sai, chưa tu ăn một cả hai. Tu rồi thì chẳng còn dây một điều, chưa tu nhiều việc làm liều. Tu rồi thiện ác bao nhiêu định rành, chưa tu khi rẻ tu hành. Tu rồi thấy kẻ làm lành kính yêu, chưa tu ý quấy hay chiều. Tu rồi ý quấy một điều không theo, chưa tu giữ tở hùm béo. Tu rồi hiền tở tượng kéo Phật bàn.